Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện Công chúa Xuyên Không, làm vợ Bót Lục lạnh lùng. Ở tập trước ta đang nghe đến đoạn Cao Yến Linh bị Trịnh Tuyết bội bỏ thuốc, cô ả đã dụ dỗ gã đạo diễn xuống để hãm hại Cao Yến Linh. Khi vào đến phòng hát thì Lục Lãnh Minh đã ở đấy, anh đã cho người xử lý Trịnh Tuyết bội và gã đạo diễn, rồi đưa Cao Yến Linh đi. Do cô đã trúng thuốc nên cần phải được giải, Lục Lãnh Minh liền lấy thân mình làm thuốc giải. Thế là hai người được bữa tập đánh vần với nhau trong nhà nghỉ. Sáng ra, Cao Yến Linh lại coi như không có chuyện gì xảy ra, làm Lục Lãnh Minh lại đen cả mặt. Cô đi đến phim trường thì lại thấy kịch bản thay đổi. Tiếp theo là thêm những tình huống gì đây? Thì chúng ta cùng nghe chuyện. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Tập 20. Cao Yến Linh cầm kịch bản nhìn, thực sự là không còn gì để nói. Nội dung này so với kịch bản Máu Chó lúc trước còn buồn nôn hơn. Nữ chính Bạch Liên Hoa nhất thời thăng cấp thành mẫu Dạ Xoa, cùng nam chính ngày ngày cãi nhau, rồi quen biết, rồi yêu nhau. Sau đó hai người lại ngọt ngào tình ý đến mức buồn nôn. Nội dung kịch bản không có cảnh hôn, ngay cả nắm tay cũng không có, chỉ là không ngừng ra vẻ ái muội phóng điện. Cao Yến Linh cũng nghi ngờ loại phim này quay rồi sẽ có người xem sao. Nhưng ký cũng đã ký rồi, có buồn nôn hơn nữa cô cũng phải quay. Trong phòng VIP của bệnh viện, mấy ngày hôm nay Trịnh Tuyết Bội bị phóng viên chặn ở cửa, chỉ đành ở trong phòng ảo não, hôm nay cuối cùng cũng được yên tĩnh. Trong bệnh viện, mấy người quân nhân xuất hiện canh giữ ở cửa phòng bệnh Trịnh Tuyết Bội. Lý Ngọc Đường tự mình đến thăm cô ta. Trước khi cô ta đến đã đưa hết mọi người đi rồi. Nhìn thấy chỗ dựa vững chắc đã tới, Trịnh Tuyết Bội khóc lóc kể khổ. Chị Lý Ngọc Đường, Lục Lãnh Minh trở về sao chị không nói cho em một tiếng? Nói cho cô biết cô còn dám động thủ với Cao Yến Linh à? Lý Ngọc Đường cười giễu cợt một tiếng. Nếu biết Lục Lãnh Minh đã trở về nước, quả thật cô ta không dám xuống tay với Cao Yến Linh. Chẳng phải cô vẫn muốn có gì đó với Lục Lãnh Minh sao? Chỉ cần làm theo ý tôi, nghe lời tôi sẽ có cách làm cho Lục Lãnh Minh thích cô. Thật sao chị Lý Ngọc Đường? Tôi bảo cô quan hệ tốt với Bạch Liên Vân, bạn gái của ảnh đế Lạc, thân thiết với cô ta một chút cô đã làm chưa? Trịnh Tuyết Bội khó xử, ảnh đế Lạc rất ít khi đưa cô ta tới, đến bây giờ em cũng chỉ mới gặp cô ta 3 lần, nào có cơ hội gì. Sắc mặt Lý Ngọc Đường ngưng trọng, cho nên mới nói cô dốt, cô không biết chủ động tới gần à. Lợi dụng Bạch Liên Vân làm bất cứ chuyện gì Cao Yến Linh cũng sẽ không nghi ngờ cô ta, cũng không điều tra được. Cho dù có tra ra được thì với quan hệ của Lục Lãnh Minh và ảnh đế Lạc, Lục Lãnh Minh cũng sẽ bỏ qua. Nếu như cô có thủ đoạn như chị gái mình thì đến bây giờ sao chỉ có thể là một ngôi sao nhỏ được. Nếu không đã giống như chị cô gả vào nhà giàu có rồi, học thêm chị cô xem làm cách nào kéo chính thất nhà người ta xuống đi. Trịnh Tuyết Bội bị sỉ nhục, đỏ mặt phản bác, em không phải là một ngôi sao nhỏ, em là ngôi sao hạng nhất rồi. Còn không phải là bán rẻ tiếng cười hoặc lên giường với người ta sao, nhìn cái đức hạnh của cô mà xem. Trịnh Tuyết Bội bị Lý Ngọc Đường sỉ nhục đến xanh cả mặt. Nếu cô ta có thể gả vào nhà giàu, gả cho Lục Lãnh Minh thì xem Lý Ngọc Đường có còn dám lớn lối với cô ta như vậy hay không. Tôi sẽ nghĩ cách làm cho vụ lùm xùm này lắng xuống, để cô trở lại đoàn phim, cho cô thêm cơ hội. Nếu còn thất bại, cho dù Lục Lãnh Minh không làm gì cô thì tôi cũng có thể chôn vùi cô trong tuyết đó. Em biết rồi, chị Lý Ngọc Đường. Trịnh Tuyết Bội ấm ức bĩu môi. Lúc Cao Yến Linh từ đoàn phim trở về, Lục Lãnh Minh đã ăn cơm xong. Hai đứa trẻ cũng đang ngồi ở bàn ăn. Trước đây mỗi lần Cao Yến Linh về, cho dù cô không nói chuyện với Lục Lãnh Minh cũng sẽ nói chuyện với các con, hoặc dỗ con ăn. Nhưng từ sau đêm xảy ra chuyện đó, Cao Yến Linh liền bắt đầu né tránh Lục Lãnh Minh. Vừa về tới nhà, cô liền đứng ở cửa đổi giày rồi đi thẳng lên tầng. Về phòng, Cao Yến Linh lấy kịch bản từ trong túi ra, đi tới ban công ngồi xem. Cô lại lấy ra túi bánh bích quy mua trên đường về mở ra ăn. Đây cũng chính là bữa tối của Cao Yến Linh. Cao Yến Linh đọc được 2 trang mới ăn được 3 cái bánh quy có nhân. Tiếng cửa phòng ngủ kèn kẹt vang lên. Cao Yến Linh theo bản năng quay đầu nhìn lại. Thấy Lục Lãnh Minh tiến vào. Cao Yến Linh vội vàng giấu bánh vào trong túi. Len lén chùi miệng. Nuốt miếng bánh giờ trong miệng xuống. Lúc Lục Lãnh Minh đẩy cửa tiến vào đã thấy Cao Yến Linh đang ăn bánh quy. Anh nhẹ nhàng đóng cửa. Đi từng bước về phía giữa phòng. Cao Yến Linh căng thẳng tới mức dựng thẳng sống lưng, giả vờ đọc kịch bản. Lỗ tai cô lại không khống chế được mà chú ý tới từng hành động cử chỉ phía sau.
Cô nghe thấy tiếng Lục Lãnh Minh cởi nút tay áo sơ mi, tháo đồng hồ để lên bàn, mở tủ quần áo. Này! Lục Lãnh Minh đột nhiên phát ra âm thanh. Cao Yến Linh căng thẳng đứng dậy mở miệng ngắt lời anh. Đúng rồi, vừa lúc tôi có chuyện muốn tìm anh. Lục Lãnh Minh theo bản năng đóng tủ quần áo lại, đưa mắt nhìn về phía Cao Yến Linh. Nói rồi Cao Yến Linh mở túi ở trên bàn trà bên cạnh, lấy ví tiền ra, rút thẻ ra đưa tới trước mặt Lục Lãnh Minh. Trả lại thẻ cho anh, đồ tôi đã mua xong rồi. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Lãnh Minh nhìn cái thẻ Cao Yến Linh đưa tới, anh không nhận. Anh thản nhiên nói, em cứ giữ lấy, đề phòng bất cứ tình huống nào. Không cần, tôi không muốn thiếu nợ anh. Tiền tôi cũng đã tiêu rồi, anh muốn tôi làm gì thì cứ nói đi. Anh yêu cầu gì cũng được sao? Cao Yến Linh do dự một hồi, trong phạm vi khả năng của tôi, không quá đáng quá là được. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, chuyện này có coi là quá đáng không? Trên khuôn mặt anh Tuấn của Lục Lãnh Minh là vẻ mặt nghiêm nghị, anh nghiêm túc hỏi từng chữ. Lục Lãnh Minh vừa nói xong, bàn tay cầm thẻ của Cao Yến Linh bỗng khựng lại. Trong lòng cô chợt đau nhói, môi vô thức mím chặt lại, cặp lông mi dài run rẩy, đảo mắt. Sự phản bội của anh, vậy mà nói bắt đầu một lần nữa liền có thể bắt đầu lại sao? Những đau đớn mà anh gây ra cho cô không là gì cả hay sao? Thời gian anh và Trịnh Tuyết bội bỏ đi, anh có từng nghĩ tới cô không? Lục Lãnh Minh vẫn cho rằng cô chỉ là hiểu lầm chuyện đêm năm đó xảy ra giữa anh và Trịnh Tuyết Bội. Nhưng lại không biết chuyện Trịnh Tuyết Bội truyền đi tin tức giả rằng hai người ở chung với nhau, sao nấu tin này suốt hơn 2 tháng, tung những tấm ảnh làm bằng chứng giả. Điều này làm cho tất cả mọi người hiểu lầm rằng khoảng thời gian đó Lục Lãnh Minh thực sự ở cùng Trịnh Tuyết Bội. Nhưng đã qua lâu rồi, cũng không ai nhắc lại nữa. Chuyện đó đã trở thành chuyện cũ mà tất cả mọi người đều biết nhưng không ai nhắc tới. Lục Lãnh Minh đương nhiên không biết. Chuyện này giống như cái gai không thể rút ra được trong lòng Cao Yến Linh, chỉ cần chạm tới là đau. Chuyện quá khứ đã lâu như vậy, rất nhiều chuyện không thể giải thích rõ ràng. Lục Lãnh Minh chỉ biết Cao Yến Linh vẫn luôn hiểu nhầm chuyện xảy ra vào đêm năm ngoái, chứ không hề biết những hệ quả phía sau nó. Cho nên Lục Lãnh Minh muốn giải thích thế nào cũng không thể giải thích rõ ràng. Hơn nữa ngày hôm trước ở Kim Sắc Niên Hoa anh cũng cho người hỏi Trịnh Tuyết Bội chuyện năm ngoái. Trịnh Tuyết Bội cũng là người bị hại, bị hôn mê, giữa bọn họ chưa từng có chuyện gì. Lục Lãnh Minh tin Cao Yến Linh vẫn còn yêu mình, bằng không cô sẽ không đồng ý về đây, bọn họ lại là một gia đình hạnh phúc. Thế nên có rất nhiều chuyện nếu không thể giải thích rõ ràng Lục Lãnh Minh sẽ không giải thích. Cao Yến Linh quả thực rất yêu Lục Lãnh Minh, cũng bởi vì quá yêu sâu nên mới bị tổn thương càng sâu. Ngoại trừ chuyện này anh hãy đổi yêu cầu khác, Cao Yến Linh thản nhiên nói. Từ chối của cô khiến cả người Lục Lãnh Minh đùng lên khí tức giận dữ, hung ác. Anh tóm lấy cổ tay cô, Cao Yến Linh anh còn phải nói bao nhiêu lần nữa. Trước kia chưa từng xảy ra chuyện gì, anh vẫn là chồng em, là Lục Lãnh Minh của em, là cậu của em. Từ trước tới nay anh chưa từng thay đổi, đừng để hiểu lầm lại xảy ra chuyện giống 3.000 năm trước. Là căn nguyên chôn vùi những đau khổ và oán hận, viên mắt Lục Lãnh Minh sưng đỏ. Một năm trời ở nước ép ta anh đã mong chờ ngày đêm để có thể trở về gặp cô. Hiểu nhầm, tôi hiểu nhầm gì anh? Lúc cô tin tưởng anh là lúc cô thấy chồng mình trần truồng nằm cùng người phụ nữ khác. Cô cũng đã từng nghĩ tới chuyện anh bị người khác hãm hại. Thử hỏi trên thế gian này có mấy người phụ nữ có thể tin tưởng người đàn ông của mình đến như vậy? Để giữ thể diện cho anh, cô đã giấu anh trong tủ quần áo. Còn Lục Lãnh Minh thì sao? Trong lúc cô khó khăn nhất, đau khổ nhất lại bỏ đi cùng người phụ nữ khác. Cô vẫn đợi anh quay về để giải thích, đợi anh về để ôm lấy cô. Chờ đợi tới 1 năm, tất cả đều đã muộn. Cô đã sớm nản lòng thoái chí. Cao Yến Linh, vợ chồng chúng ta không lẽ không hề có chút tin tưởng nhau hay sao? Tại sao em lại không tin anh? Bọn họ đã từng trải qua sống chết, cùng nhau trải qua tất cả. Vì sao bây giờ lại trở thành như vậy? Được, vậy anh nói cho tôi biết 1 năm nay anh đi đâu, làm gì? Vì sao Trịnh Tuyết Bội đã trở về mà anh vẫn còn chưa về? Chuyện này lại có liên quan gì đến Trịnh Tuyết Bội chứ? Lục Lãnh Minh bình tĩnh nhìn cô rơi vào trầm mặc, vẫn là câu nói kia, Tổng thống cử anh đi công tác, nội dung cụ thể là chuyện cơ mật quốc gia. Cao Yến Linh cười giễu cợt, hất tay anh ra. Làm con trai Tổng thống cũng thật tốt, bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào cũng có thể lấy cha mình ra làm lá chắn. Khi lần đầu tiên Lục Lãnh Minh giải thích với cô là đi công tác,
cô đã liên hệ với Tổng thống. Cha à, người có biết một năm nay Lục Lãnh Minh làm gì không? Nó không liên lạc với cha, chuyện của nó cha cũng không rõ lắm. Yến Linh, con đừng nghĩ linh tinh, Lục Lãnh Minh nhất định có lý do của nó, đến lúc nó sẽ về thôi. Đây là câu trả lời của Tổng thống dành cho cô. Lúc đó cô thậm chí còn ôm một tia hy vọng như vậy, sự thật sẽ giống Lục Lãnh Minh nói, anh bị cử đi công tác, đó là chuyện quốc gia cơ mật không tiện tiết lộ. Kết quả cô lại nhận được câu trả lời như vậy, làm cô lại một lần nữa thất vọng. Cao Yến Linh bình tĩnh đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Lục Lãnh Minh ở trước mắt mình. Cô không nói nữa, trong mắt lộ ra vẻ quật cường, tủi thân, một năm qua cô đã phải chịu đau khổ không thể nói nên lời. Ở nước Lộc Nguyên trước kia, hậu cung của Hoàng Cửu Cửu có 3.000 mỹ nữ. Nếu như lúc đó cô yêu Hoàng Cửu Cửu, chỉ e rằng cũng không thể tiếp nhận việc phải tranh đoạt một người đàn ông với nhiều người phụ nữ như vậy. Cho nên cô vẫn may mắn yêu Lục Lãnh Minh ở kiếp này. Một Lục Lãnh Minh thuần túy chỉ thuộc về cô. Nghĩ tới trước kia bọn họ đã từng rất tốt đẹp. Lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho cô, anh để cho tất cả mọi người trên thế giới này đều biết đến sinh nhật cô. Họ đã có một đêm ngọt ngào. Yêu đến tận xương tủy, chiều chuộng đến tận tâm can. Hôn lễ của họ, rồi họ cùng nhau trải qua vụ bắt cóc, sống chết nguyện chết cùng cô rơi xuống vực sâu vạn trượng. Những thứ này đều là Lục Lãnh Minh vì yêu nên cùng cô làm tất cả, nhưng chỉ trong một năm ngắn ngủi thôi, tất cả đã dành cho người khác. Khi đó cô mắc bệnh trầm cảm, mỗi ngày đều gây phiền phức cho Lục Lãnh Minh, động chút là cáu giận cãi vã. Cô tự biết mình như vậy không tốt, nhưng cô không thể khống chế được. Nhưng đây cũng không phải lý do để Lục Lãnh Minh ngoại tình, vứt bỏ ba mẹ con cô. Nghĩ tới những chuyện này Cao Yến Linh không kiềm chế được lại muốn rơi lệ. Cô không muốn Lục Lãnh Minh nhìn thấy nước mắt của mình. Cô bình tĩnh nhìn anh. Trong khoảnh khắc trước khi nước mắt muốn tràn bờ đê, cô bước nhanh khỏi phòng ngủ. Cô bỏ chạy khỏi đó. Yến Linh! Lục Lãnh Minh hô lên một tiếng liền lập tức đuổi theo. Cao Yến Linh chạy ra khỏi phòng, ra khỏi biệt thự, đến con đường bên ngoài. Lục Lãnh Minh liền theo ra ngoài, nhanh chóng đuổi kịp cô, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Nước mắt Cao Yến Linh rơi xuống thành từng giọt lớn. Lục Lãnh Minh quay người cô lại, nhìn thấy những giọt nước mắt ấy trong lòng anh cảm thấy đau xót. Anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô, thương xót lau đi nước mắt. Yến Linh không khóc. Yến Linh ngoan. Đây là lời lúc Lục Lãnh Minh chiều chuộng, yêu thương cô đã từng nói. Nghe những lời dỗ ngon ngọt ấy, trong lòng Cao Yến Linh đau như dao cắt, cô càng khóc lớn hơn. Lục Lãnh Minh ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu hôn đi những giọt nước mắt của cô. Cao Yến Linh không nghe lời né tránh. Lục Lãnh Minh giữ chặt khuôn mặt cô, không cho cô tránh né. Anh khẽ hôn lên mắt, lên má, lên môi cô. Lục Lãnh Minh còn đau lòng hơn cả cô. Anh đã từng hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc cả đời cho cô. Vậy mà hiện tại lại làm cô phải rơi nước mắt vì đau buồn. Vì chuyện này ngày hôm nay, Lục Lãnh Minh cũng không động vào cái gai trong lòng Cao Yến Linh nữa. Mỗi lần nhắc tới chuyện một năm trước, Cao Yến Linh sẽ lại khó chịu, đau lòng. Hiện tại bọn họ cùng sống chung dưới một mái nhà, Lục Lãnh Minh cảm thấy đã rất đủ. Cuộc sống lại trở về giống như trước đây. Lục Lãnh Minh không tìm Cao Yến Linh nói chuyện, cô cũng không chủ động tìm anh. Mãi tới hôm nay, Cao Yến Linh quay tới tập 5 bộ Hào Môn Giai Nhân. Có một nhân vật nữ phụ xuất hiện. Cao Yến Linh không ngờ tới, vai diễn này chính là do Trịnh Tuyết Bội đã xuất viện đảm nhận. Nữ chính đổi thành nữ phụ lại đổi thành nữ chính. Biến hóa nghiêng trời lệch đất này trở thành trọng tâm câu chuyện trong lúc rảnh rỗi của đoàn phim, đặc biệt là Trịnh Tuyết Bội đã trở thành trò cười cho mọi người trong đoàn. Lúc tất cả mọi người đang chế giễu Trịnh Tuyết Bội, đột nhiên một tin tức lại xuất hiện. Đạo diễn trước kia đã bị bắt. Vụ việc Trịnh Tuyết Bội và đạo diễn là do đạo diễn một tay làm. Trịnh Tuyết Bội là người bị hại, bị đạo diễn cưỡng hiếp. Cô ta đã cố gắng hết sức phản kháng nên mới bảo vệ được danh tiết, lại bị thương nằm viện. Danh tiếng của Trịnh Tuyết Bội được lấy lại như vậy, những fan cuồng của cô ta cũng ra sức ủng hộ thần tượng của mình. Trịnh Tuyết Bội vì thế mà đắc ý. Tuy nhiên hiện giờ từ vai chính lại biến thành vai phụ, nhưng ít nhất danh tiếng đã được vãn hồi. Không chỉ có vậy, Trịnh Tuyết Bội cũng thu lại không ít, cho dù Cao Yến Linh cố ý bắt nạt mình nhưng không đánh trả, bị mắng không nói lại, chính vì muốn lôi kéo quan hệ tốt với ảnh đế Lạc. Cô ta đã để lại ấn tượng tốt trong lòng người khác.
Những cố gắng của Trịnh Tuyết Bội đã không uổng phí. Trước kia những người trong đoàn phim thấy cô ta kiêu ngạo hống hách, giờ đều thấy cô ta dịu dàng, lương thiện. Một ngôi sao lớn bỗng nhiên còn giúp chạy đi mua đồ, mỗi ngày đều mời đoàn làm phim uống trà chiều. Hôm nay sau khi đoàn phim kết thúc công việc, ảnh đế Lạc hẹn Lục Lãnh Minh gặp ở một quán bar chỉ dành cho hội viên, bởi vì hai người đã lâu không gặp nên chỉ ngồi tụ tập thôi. Ảnh đế Lạc vốn muốn dẫn Bạch Liên Vân cùng đi, kết quả gần đây Bạch Liên Vân mới làm quen với một cô bạn thân, người ta hẹn cô đi dạo phố, cho nên chỉ có một mình ảnh đế Lạc đi. Cao Yến Linh sau khi tan làm liền trực tiếp về nhà thăm hai con, trong phòng bao nhỏ, một nửa riêng biệt của quán ba xa hoa mà khiêm tốn nọ, ở đây không chỉ là phòng riêng mà từ chỗ đó còn có thể xem dưới lầu biểu diễn. Lục Lãnh Minh lười biếng ngồi trên sofa, tay cầm cốc rượu một hơi uống cạn. Lạc Tử Kiều ngồi ở đối diện, khẽ lắc cốc rượu, nhẹ nhàng thưởng thức rượu ngon. Lạc Tử Kiều thản nhiên hỏi, sao thế, tâm tình không tốt à? Lục Lãnh Minh không hề đáp lại, mà chỉ thản nhiên nhìn điệu nhảy nóng bỏng, vô cùng hào hứng của cô gái phía dưới. Nhưng ở chỗ Lục Lãnh Minh đây lại yên tĩnh không nghe thấy gì. Một năm không gặp, cậu bỗng nhiên trở về, cả nhà vẫn khỏe chứ? Lục Lãnh Minh vẫn không trả lời, nhìn vẻ mặt của anh có thể thấy cái gì cũng không tốt. Lạc Tử Kiều xem thường cười nhẹ, cầm chai rượu rót đầy cho Lục Lãnh Minh. Biết sai có thể sửa, vợ cậu sẽ tha thứ cho cậu, ai mà không vài hồng nhan chi kỷ. Huống hồ là cậu, bao nhiêu cô gái nhìn chằm chằm, khó tránh khỏi đôi khi phán đoán sai lầm mà lau súng cướp cò. Nghe vậy sắc mặt Lục Lãnh Minh ngưng trọng chất vấn, ngay cả cậu cũng cảm thấy tôi ở bên ngoài làm loạn sao. Tay cầm bình rượu của Lạc Tử Kiều khựng lại, anh ta đặt chai rượu xuống, kinh ngạc nhìn Lục Lãnh Minh, ý của cậu là cậu không làm loạn sao? Chuyện này không dễ, tất cả mọi người trên thế giới này đều nghĩ cậu làm đã làm loạn. Chỉ biết càng giải thích càng loạn, tốt nhất cậu không nên giải thích với vợ cậu. Anh đã giải thích tới cả trăm lần rồi. Nếu cậu không làm loạn, vậy năm ngoái chuyện của cậu và Trịnh Tuyết Bội từ đâu mà có? Cái gì mà bỏ ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, rồi đi du thuyền rời bến nữa? Vẻ mặt Lục Lãnh Minh mờ mịt, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị càng lúc càng đen. Cậu nói cái gì? Sắc mặt Lục Lãnh Minh đen như đáy nồi, bảo sao dù anh giải thích thế nào Cao Yến Linh cũng không tin anh, hóa ra đằng sau còn có việc này nữa. Nhìn biểu tình của Lục Lãnh Minh, Lạc Tử Kiều lo lắng thay anh mà chửi thề một câu. Á đù, cậu không biết gì sao? Nói xong Lạc Tử Kiều lấy di động ra, tìm kiếm tin tức năm ngoái, cũng không biết còn có thể tìm được hay không. Tìm một hồi lâu Lạc Tử Kiều mới mở ra một tin tức từ năm ngoái, Lục Lãnh Minh và Trịnh Tuyết Bội bỏ tới nước Gai La hưởng tuần trăng mật, trên đó còn có ảnh chụp một bữa tiệc. Nhìn bức ảnh này Lục Lãnh Minh tức giận tới mức thái dương co giật. Tấm hình này rõ ràng chụp lúc Lục Lãnh Minh nhìn thấy Trịnh Tuyết Bội lần đầu tiên, cô ta đang cầm điện thoại tự chụp, không cẩn thận còn vấp phải anh, chụp một tấm ảnh. Tất cả mọi người đều biết, ngoại trừ vợ mình, Lục Lãnh Minh sẽ không chụp ảnh chung với người phụ nữ nào khác. Đột nhiên xuất hiện một bức ảnh chụp chung với Trịnh Tuyết Bội, ngay cả Lạc Tử Kiều cũng cho rằng hai người ở chung với nhau. Ai cho cô ta lá gan đó hả? Lục Lãnh Minh nghiến răng nghiến lợi. Lạc Tử Kiều thương hại nhìn Lục Lãnh Minh, không quan tâm tới chuyện ai cho cô ta lá gan đó. Chuyện đã qua lâu như vậy trước mắt cậu phải nghĩ cách dỗ vợ cậu đã. Xảy ra loại chuyện này mà cậu lại đi cả một năm. Tôi nghe Bạch Liên Vân nói, Cao Yến Linh còn mắc bệnh trầm cảm vì chuyện này thiếu chút đã tự tử. Khi đó Bạch Liên Vân lo lắng, mỗi ngày đều đến nhà họ Cao. Yến Linh chịu nhiều khổ cực như vậy đương nhiên sẽ không tha thứ cho cậu. Nghe vậy, mắt Lục Lãnh Minh bỗng dưng cô lại. Anh ngồi thẳng người tim vọt lên tận cổ. Tự sát sao? Lạc Tử Kiều khẽ gật đầu, uống 30 viên thuốc ngủ. May là Bạch Liên Vân phát hiện kịp nên đã đưa tới bệnh viện rửa ruột. Lúc đó ở nhà họ Cao ngoại trừ người giúp việc không có ai cả. Xảy ra chuyện như vậy Cao Yến Linh không cho Bạch Liên Vân nói. Cũng chỉ có tôi và Bạch Liên Vân biết thôi. Bão tố như nổi lên trong đôi mắt thâm sâu của Lục Lãnh Minh. Trong lòng anh vừa tự trách vừa ảo não. Từng tế bào và máu toàn thân đều cảm thấy thấy đau đớn. Cậu đừng quá tự trách, nghĩ quá nhiều. Lúc đó chắc do bị bệnh, nếu không vì bệnh trầm cảm chắc cô ấy cũng sẽ không làm như vậy. Sao anh có thể không tự trách mình được? Cho dù anh bất đắc dĩ bị đưa đến nước ép ta, nhưng nếu anh càng cố gắng hơn một chút, sớm hoàn thành những kế hoạch và phương án ở nước ép ta thì có lẽ đã có thể trở về sớm hơn một chút.
Một năm nay ở nước ép ta, Lục Lãnh Minh mong ngóng từng ngày để có thể trở về. Anh đã cố gắng hết sức để hoàn thành một kế hoạch chi tiết lẽ ra phải mất 2 năm mới làm xong chỉ trong vòng 10 tháng. Tổng thống nước ép ta đặc biệt coi trọng năng lực của Lục Lãnh Minh. Nếu không vì anh nhất thiết phải về nhà đoàn tụ với vợ con thì Tổng thống nước ép ta đã không nỡ để anh trở về như vậy. Ngay cả đại công chúa của nước ép ta cũng đã chăm sóc và tạo nhiều điều kiện cho Lục Lãnh Minh rất nhiều lúc anh còn ở đó. Lục Lãnh Minh đột ngột đứng dậy muốn đi tìm Cao Yến Linh. Lục Lãnh Minh, Lạc Tử Kiều gọi anh lại, cậu trở về như vậy đã nghĩ ra cách giải quyết chưa? Yến Linh có tha thứ cho cậu không? Quả thực không tìm được cách giải quyết, nhưng anh sẽ mặt dày, từ bỏ tôn nghiêm, bỏ đi sĩ diện, bỏ đi tất cả cũng muốn Cao Yến Linh trở lại như lúc trước. Bởi vì anh không thể buông cô ra, nhưng anh có thể vì cô mà buông bỏ tất cả. Cậu có thể thử khổ nhục kế một lần, sau đó xem sắp tới có ngày lễ gì, nhân cơ hội tặng quà, có hai tầng bảo đảm, không sợ Yến Linh sẽ không tha thứ cho cậu. Khóe miệng Lạc Tử Kiều có một tia cười xấu xa. Biểu tình này có vẻ như cách này lần nào dùng cũng được. Lục Lãnh Minh có chút xoắn xuýt, cách này không biết có tác dụng không? Đúng rồi. Tháng sau có ngày 1 tháng 8 là ngày thành lập quân đội, cậu có thể nhân cơ hội đó để tặng quà. Lạc Tử Kiều kích động nói. Cút đi. Lục Lãnh Minh lạnh lùng trợn mắt nhìn Lạc Tử Kiều, xoay người nhanh chóng rời đi. Còn có mấy ngày nữa là tới sinh nhật Yến Linh, đó là một cơ hội tốt. 10 giờ tối. Đêm nay Lục Lãnh Minh không về, Cao Yến Linh cảm thấy có thể yên tâm ngủ. Trong căn phòng yên tĩnh xa hoa, chỉ có một ngọn đèn sáng mờ nhạt ở đầu giường. Cao Yến Linh dựa ở đầu giường, hẹn đồng hồ báo thức thời gian sáng mai phải dậy để tới đoàn phim rồi nằm xuống ngủ. Cô vừa nằm xuống, điện thoại di động đã vang lên. Cao Yến Linh theo bản năng đưa tay với điện thoại di động, trên màn hình báo một dãy số lạ. Cao Yến Linh hờ hững ấn nút nghe, đưa điện thoại đến bên tai lười biếng đáp, alo. Bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ, xin hỏi, cô là vợ của ngài Lục phải không ạ? Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện, ngài Lục uống rượu lái xe nên xảy ra tai nạn. Cao Yến Linh nghe vậy, nằm đờ đẫn trên giường mở to mắt, mãi 2 giây sau mới phản ứng được, bỗng nhiên cô bật dậy, cô gạt tóc ở trên mặt không tin nổi. Bèn xác nhận lại, cô vừa nói gì, cô y tá mập mạp lo lắng siết chặt lấy điện thoại của Lục Lãnh Minh, nhìn anh đang nằm thoải mái ở trên giường, chồng cô bị tai nạn. Hiện tại đang ở bệnh viện thành phố. Có nguy hiểm không? Cao Yến Linh lo lắng hỏi. Cô y tá có chút khó xử liếc nhìn Lục Lãnh Minh. Không biết người nhà này có phải là có vấn đề gì hay không, loại tình huống này không phải là lên chạy tới bệnh viện trước hay sao, không ngờ lại còn hỏi nguy hiểm không? Cũng... không, không phải rất nghiêm trọng. Lúc nghe y tá nói vậy Lục Lãnh Minh căng thẳng nhìn cô. Chỉ nghe y tá nói tiếp, không, chưa chết, không chết được. Thái dương Lục Lãnh Minh co giật. Cô y tá mập mạp cầm di động trở lại giường, giao cho Lục Lãnh Minh khẽ giải thích, cô ấy cúp máy rồi. Lục Lãnh Minh đờ đẫn nhận điện thoại, trong đầu anh còn vang vẳng những lời vừa rồi của y tá không. Chưa chết, không chết được. Khóe miệng Lục Lãnh Minh giật giật, không lẽ anh chết rồi Cao Yến Linh mới có thể tới nhìn anh sao? Lục Lãnh Minh hoàn toàn thất vọng, như vậy còn không lừa được cô tới. Cao Yến Linh ngồi trên giường một tay nắm chặt điện thoại, tay kia đè chặt lên trái tim còn đang sợ hãi. Cô bị cuộc điện thoại thông báo kia dọa chết, thực sự cho rằng Lục Lãnh Minh đã xảy ra chuyện gì. Nếu không có chuyện gì thì cô tới làm gì? Cô cũng không phải bác sĩ. Nếu đến ngược lại còn làm cho Lục Lãnh Minh cảm thấy cô không thể buông được anh, lại càng làm anh có thể bắt nạt cô mà không hề e dè. Cho nên Cao Yến Linh mới hỏi có nghiêm trọng không, có thể chết người hay không. Nếu không có chuyện thì cô tới làm gì? Nghĩ vậy, Cao Yến Linh để điện thoại lại đầu giường nằm xuống tiếp tục ngủ. Nhưng nằm xuống rồi Cao Yến Linh không sao ngủ được, cứ lật qua lật lại. Nửa giờ sau điện thoại lại vang lên. Cao Yến Linh vươn tay ra, vội vàng nhận điện thoại. Đầu kia điện thoại là giọng của cô y tá vừa rồi, cô Lục này, ngài Lục vì uống nhiều quá nên vẫn hôn mê không tỉnh. Trong tình huống này rất nguy hiểm, hay là cô tới đây một chuyến đi. Không có ai trông coi thì nhỡ đâu nửa đêm. Không thở được cũng không có ai biết. Cô y tá khó khăn cầm tờ giấy, đọc theo những gì Lục Lãnh Minh viết trên đó. Cao Yến Linh nắm chặt điện thoại, do dự vài giây, tôi biết rồi, phòng nào vậy?
VIP 306. Được. Cao Yến Linh thản nhiên cúp điện thoại, lật chăn rời khỏi giường, mặc quần áo. Cô nghĩ Lục Lãnh Minh đang say nên cho dù cô có tới anh cũng không biết, chính vì vậy cô mới yên tâm lớn mật thay quần áo, lái xe đến bệnh viện. Trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang chiều thứ ánh sáng trắng nhờ nhờ lên bức tường, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cao Yến Linh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh 306. Sắc mặt Lục Lãnh Minh nằm trên giường có vẻ không tốt, một tay cắm ống truyền, anh yên lặng nằm trên giường không nhúc nhích. Y tá ở bên cạnh giống như vừa tiêm xong cho anh đang định rời đi. Cao Yến Linh chậm rãi đi từng bước về phía giường bệnh, y tá nhỏ giọng nhắc nhở, cô Lục có thể anh ấy sẽ nôn, khi hôn mê rất có thể sẽ động tới khí quản, cho nên tốt nhất cô đừng rời đi. Cao Yến Linh thản nhiên gật đầu, lúc cô vừa tới đã thấy chiếc xe thể thao của Lục Lãnh Minh đỗ ở cửa chính bệnh viện chưa hề được đưa đi, xe bị đâm đến biến dạng hoàn toàn. Cô nhìn mà nhức nhối, chiếc xe kia có giá bằng cả căn biệt thự đắt tiền. Y tá rời đi, Cao Yến Linh đi tới bên giường liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô vô thức chuyển bàn tay nhỏ bé xoa lên khuôn mặt anh tuấn của anh. Bàn tay vừa vươn ra đã dừng giữa không trung. Cao Yến Linh do dự vài giây liền buông tay xuống, xoay người đi vào nhà vệ sinh giặt một chiếc khăn nước ấm. Cô nhẹ nhàng lau mặt cho anh, từ trán, lông mày, đến đôi mắt đang nhắm, sống mũi cao thẳng, hai bên má, cổ. Cao Yến Linh cẩn thận lau chùi tới bàn tay Lục Lãnh Minh. Cao Yến Linh cúi đầu tập trung sự chú ý lên bàn tay Lục Lãnh Minh nên cô không nhìn thấy khóe miệng anh đang cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Tiếp đến cô xốc chăn của Lục Lãnh Minh lên, lúc này mới thấy áo sơ mi của anh bị ướt, không biết là rượu hay là nước. Cô chậm rãi cởi áo sơ mi ra, một lần nữa đi vào nhà vệ sinh giặt khăn, lau người cho anh. Dáng người khiêu gợi của Lục Lãnh Minh không chút mỡ thừa, cơ bụng bằng phẳng, còn có chút cơ ngực. Cao Yến Linh cầm khăn mặt lau từ cổ anh xuống dần từng chút một. Lúc cô lau đến ngực, thân thể Lục Lãnh Minh có chút run lên. Lúc đầu Cao Yến Linh còn không để ý, tưởng là tác dụng của rượu nên vẫn tiếp tục lau chùi cho anh. Chỉ là một bàn tay mềm mại giúp Lục Lãnh Minh lau chùi, bàn tay còn lại khẽ đặt lên trên ngực Lục Lãnh Minh. Đầu ngón tay cô chợt chạm phải điểm phấn hồng nhô ra trên ngực anh, dưới ngón tay cô chạm tới, điểm kia không ngờ trở nên cứng lên. Để ý tới điều này, sắc mặt Cao Yến Linh đỏ lên, bỗng dưng rụt tay lại. Cô cúi đầu che giấu vẻ ngượng ngùng, tiếp tục lau chùi tới bụng anh. Một tay khác đè xuống thắt lưng của anh. Cô cảm nhận được vật thể đang dần dần từng chút một đứng dậy. Cao Yến Linh tức giận cắn răng, tên chết tiệt này, say mà còn không an phận như vậy. Cao Yến Linh cởi hết quần áo ướt sũng của anh ra, cả quần mới ướt một nửa cũng cởi. Trên người Lục Lãnh Minh chỉ còn mặc một chiếc quần tam giác. Cao Yến Linh giúp anh lau qua người, sau đó đắp chăn lại. Lúc Cao Yến Linh xoay người đi giặt khăn bỗng thấy chỗ cổ tay bị kéo lại. Cổ tay nhỏ bé của cô bị Lục Lãnh Minh giữ lại. Lục Lãnh Minh giống như người mê, thì thầm từng từ không rõ, Yến Linh, đừng đi. Bà xã Hà, anh không làm gì có lỗi với em cả, anh vẫn rất yêu em. Nghe được những lời Lục Lãnh Minh nói, viền mắt Cao Yến Linh đỏ bừng lên. Người ta nói lúc say rượu là lúc người ta nói thật, nhưng Cao Yến Linh không thể kết luận được những lời của Lục Lãnh Minh nói lúc này câu nào là thật, câu nào là giả. Cô dùng sức hất tay anh ra, vội đi về phía nhà vệ sinh. Cao Yến Linh đứng trước gương trong nhà vệ sinh, nhìn viền mắt đỏ hồng của mình, cô mở vòi nước lạnh, rửa mặt. Cô muốn mình tỉnh táo hơn. Lúc Cao Yến Linh đi từ nhà vệ sinh ra tới, Lục Lãnh Minh đang nhích tới nhích lui ở bên giường, theo bản năng cô chạy vội tới đè anh lại, đừng động đậy, cẩn thận không gãy kim bây giờ. Lục Lãnh Minh nào có nghe nọt, anh không những không dừng lại mà một tay còn kéo cô vào lòng, anh ôm cô nằm trên giường, trong chăn Lục Lãnh Minh chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót, ôm như vậy khoảng cách giữa hai người vốn chỉ có một chiếc chăn, không biết Lục Lãnh Minh nhích tới nhích lui thế nào, mà Cao Yến Linh đã bị cuốn vào trong chăn bằng cách nào không hề hay biết. Cao Yến Linh giãy giụa, Lục Lãnh Minh, anh buông tôi ra, anh uống say rồi. Lục Lãnh Minh không chỉ có ôm cô không buông thậm chí tinh thần chưa tỉnh táo mà vẫn còn ngang ngược hỏi, Yến Linh, em có yêu anh không? Cao Yến Linh giãy giụa khước từ Lục Lãnh Minh đưa mặt tới gần. Yến Linh, em còn yêu anh đúng không? Anh nói bậy cái gì vậy? Cao Yến Linh dùng sức đẩy cằm Lục Lãnh Minh đang hướng đến gần. Mặt anh nhanh chóng dán lên mặt Cao Yến Linh,
hơi thở ấm áp thổi tới làm mặt cô ngứa ngáy. Cao Yến Linh có chút nghi ngờ Lục Lãnh Minh có say thật hay không, vừa rồi còn thấy mùi rượu nồng nặc, giờ lau xong người đã không còn thấy mùi rượu nữa. Thậm chí trên người anh, hơi thở của anh cũng là mùi hương nhàn nhạt mà cô từng quen thuộc. Mùi hương ấy khiến Cao Yến Linh đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn. Yến Linh, Yến Linh, Yến Linh. Cao Yến Linh tránh Lục Lãnh Minh ra, anh lại thấp giọng gọi tên cô. Giọng nói dịu dàng, vẻ mặt thương tiếc, giống như cô là một báu vật quý giá vậy. Điều đó làm tim Cao Yến Linh rung động, nhưng điều đó cũng làm cô thấy đau khổ, nhức nhối và ấm ức làm sao. Cơ thể mềm xuống, lực chống cự của cô dần dần yếu đi. Lục Lãnh Minh đỡ lấy khuôn mặt nhỏ bé của cô, gạt đi những sợi tóc trên mặt cô. Trong mắt anh chứa chan sự thương tiếc và đau khổ, chỉ cần nghĩ tới chuyện Cao Yến Linh suýt chút nữa đã tự sát là trái tim Lục Lãnh Minh liên thắt lại, đau đớn như bị giày vò. Anh hận không thể dâng hết tình yêu và những gì tốt đẹp nhất của thế giới này cho cô. Sức chống cự của Cao Yến Linh dần yếu đi, Lục Lãnh Minh thuận thế hôn lên môi cô. Yến Linh, cô công chúa nhỏ của anh, báu vật của anh. Lục Lãnh Minh thì thầm bên môi cô, hôn lên mắt, mũi, lông mày, trán rồi lại tới môi cô. Từng lời nói như mật của Lục Lãnh Minh rót vào trong lòng Cao Yến Linh làm cô có cảm giác đau xót xen lẫn một tia ngọt ngào. Dường như họ đã quay trở về quãng thời gian tốt đẹp trước kia. Vừa đau đớn lại vừa có thể ngọt ngào. Cao Yến Linh bị Lục Lãnh Minh hôn ngang ngược, cường thế, hôn tới đầu óc trống rỗng, mất đi lý trí vốn có. Thân thể hai người nóng như lửa, chỉ cách một lớp vải mỏng manh trên người Cao Yến Linh. Nhất thời như củi khô bốc lửa. Thân thể nóng hổi của Lục Lãnh Minh bắt lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Cao Yến Linh mà vuốt ve. Toàn bộ không khí trong phổi bị hút cạn, Cao Yến Linh theo bản năng mở miệng hít thở. Lục Lãnh Minh thuận thế thâm nhập vào, càn quét từng tấc da thịt của cô. Chỉ là một nụ hôn mà khiến máu toàn thân Lục Lãnh Minh sôi trào, anh không ngừng thở hổn hển. Mãi lâu sau vì Cao Yến Linh khó thở, cố gắng tìm lại một tia lý trí, đẩy Lục Lãnh Minh ra xa một chút, hít sâu một hơi. Dường như nếu không được hít thở cô sẽ bị ngạt thở đến chết. Lục Lãnh Minh, anh say rồi. Tránh ra. Cao Yến Linh dùng sức nhưng vẫn không thể đẩy được Lục Lãnh Minh ra. Bỗng cô dùng sức đánh một chưởng vào ngực anh, làm tách miệng Lục Lãnh Minh ra. Cao Yến Linh thuận thế lăn một vòng xuống khỏi giường. Lục Lãnh Minh che ngực ho khan, một chưởng này của Cao Yến Linh không hề nhẹ, đây là muốn mưu sát chồng sao? Cao Yến Linh mở to mắt xấu hổ nhìn Lục Lãnh Minh đang ho khan trên giường, hình như cô ra tay quá nặng, đến cả kim truyền trên tay Lục Lãnh Minh cũng tuột ra. Cao Yến Linh rũ mắt nhìn tủ đầu giường, ống truyền dịch trong suốt đang đung đưa qua kia không có kim truyền dịch, trong lòng cô hoảng hốt, kim tiêm gãy rồi sao? Nghĩ vậy cô nhìn lại chỗ băng dính nơi cánh tay Lục Lãnh Minh, trên cánh tay trơn bóng của Lục Lãnh Minh không hề có vết máu. Cao Yến Linh đi tới, vươn tay lột băng dính ra trên cánh tay Lục Lãnh Minh, trên cánh tay bóng sạch sẽ, da thịt trắng nõn có thể nhìn thấy đường gân xanh, trên đó không hề có lỗ kim. Lục Lãnh Minh lúng túng, khóe miệng giật giật. Lập tức ngã ra giường tiếp tục giả vờ say, miệng thì lẩm bẩm, Yến Linh. Yến Linh. Cao Yến Linh hận không thể cho Lục Lãnh Minh hai cái tát, anh dám đùa giỡn cô như vậy. Cao Yến Linh nghĩ tới lúc nãy, khi mới tới đây nhìn thấy chiếc xe, trong lòng cô đã rất lo lắng sợ hãi, nhưng tất cả đều là giả. Anh đúng là dám chơi lớn, xe sang cũng đụng cho nát như vậy. Cao Yến Linh tức giận cầm túi muốn rời đi. Cổ tay cô lại bị Lục Lãnh Minh giữ lại. Lục Lãnh Minh ngồi dậy trên giường, bình tĩnh nhìn Cao Yến Linh. Biết đã bị lộ rồi anh cũng không giả bộ nữa. Đôi mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn Cao Yến Linh, anh trịnh trọng giải thích, Yến Linh, những chuyện đã qua đều là hiểu lầm, anh biết không có cách nào giải thích rõ, nhưng em nhất định phải tin anh. Cao Yến Linh thờ ơ nhìn anh, vẻ mặt của anh không có một tia dối trá. Cô giật tay lại, gạt cánh tay của Lục Lãnh Minh ra, những hành vi của anh bây giờ làm tôi tin tưởng anh sao được. Cô bỏ lại câu nói rồi xoay người rời đi. Cao Yến Linh khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, cô không thể nào nghĩ tới Lục Lãnh Minh từ trước tới nay lạnh lùng tàn khốc, ngạo mạn vậy mà anh lại dùng loại thủ đoạn này để lừa cô, khiến cô quan tâm anh, không buông được anh, khiến cô thể hiện rằng mình còn để ý tới anh trước mặt anh sao. Ấu chỉ. Nghĩ vậy Cao Yến Linh tức giận đạp mạnh chân ga. Trong đầu cô vẫn nghĩ tới hành vi của Lục Lãnh Minh vừa rồi khiến mình như con ngốc để bị anh đùa bỡn.
cô còn lau chùi thân thể cho anh, hiện giờ hẳn anh đang đắc ý lắm, có thể vênh váo trước mặt cô rồi. Cao Yến Linh, cô không từ bỏ Lục Lãnh Minh được. Cao Yến Linh nghĩ tới mức quá tập trung. Cô không chú ý tới ngã rẽ trước mặt phải giảm tốc, lại càng không ngờ ở ngã rẽ trước mặt có một bà lão tóc tai bù xù ôm túi băng qua đường. Cao Yến Linh khiếp sợ vội vàng đạp phanh lại nhưng vẫn không kịp. Cao Yến Linh cảm nhận được, xe của mình tuy rằng không đâm vào bà lão nhưng lại có quẹt vào một chút, bà lão ngã lăn xuống đất, những chiếc chai rỗng trong túi bà đang xách loảng xoảng lặn đầy ra đất. Bánh xe của Cao Yến Linh ma sát trên mặt đường gây ra tiếng động chói tai. Cô căng thẳng tới mức cả người rụt lại, hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng rồi lập tức xuống xe. Mà bà lão kia đang lồm cồm bò từ dưới đất dậy, bà cũng không với tính sổ với chủ xe mà từ tốn nhặt từng cái chai rỗng rơi tán loạn trên mặt đường lên, cho vào cái túi to đang xách trên tay. Cao Yến Linh bước tới hỏi, bà có sao không? Có cần cháu đưa bà đi kiểm tra không? Bà lão không hề đáp lại mà cúi đầu nhặt những chiếc chai, giọng khàn khàn không ngừng nói, chai của tôi. Mái tóc trắng của bà lão thết đuôi sam kiểu cũ rất sạch sẽ, Cao Yến Linh thấy bà đi giày vải lộ ra chỗ mắt cá chân đang chảy máu, máu thấm cả da giày, nhất định là vừa rồi bị chảy ra. Cao Yến Linh vội khom lưng giúp bà nhặt lại những chiếc chai sau đó đưa cho bà lão. Cảm ơn. Bà lão nhận lại những cái chai cho vào trong túi, rồi ngẩng đầu nhìn Cao Yến Linh cười nói cảm ơn. Bà lão vừa ngẩng đầu lên, Cao Yến Linh hoảng hốt tới mức hít sâu một hơi, khuôn mặt trắng bệch. Bà lão trước mặt đã bị hủy hoại một nửa khuôn mặt, mảng da thịt màu đỏ dữ tợn lồi lõm. Nhưng nhìn nửa khuôn mặt còn lại, Cao Yến Linh chỉ cần liếc mắt liền nhận ra người phụ nữ trước mặt này đâu phải bà lão nào. Không ngờ lại chính là Tiết Phương Hoa. Đã hơn một năm không gặp, vậy mà Tiết Phương Hoa vẫn còn sống. Nhưng dường như Tiết Phương Hoa hoàn toàn không nhớ Cao Yến Linh. Cô ta mỉm cười với Cao Yến Linh rồi xách theo chiếc túi ni lông lớn xoay người muốn rời đi. Cao Yến Linh kinh ngạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, cả nửa ngày vẫn không khỏi khiếp sợ. Đúng lúc này, đối diện đường cái có một người đàn ông trung niên khẩn trương chạy tới. Người đàn ông mặc quần áo cũ kỹ nhưng sạch sẽ, ông ta mặc một chiếc áo sơ mi màu quân đội tối màu và một chiếc quần đùi ngắn, đi dép nhựa màu xanh lo lắng đi hướng về phía Tiết Phương Hoa gọi, bà xã. Người đàn ông đi theo Tiết Phương Hoa, đỡ cô ta dậy nhìn một hồi từ trên xuống dưới, bà xã sao rồi? Tiết Phương Hoa mỉm cười lắc đầu với người đàn ông trung niên, không sao. Nụ cười trên khuôn mặt bị hủy hoại của Tiết Phương Hoa trông càng thêm dữ tợn, đáng sợ. Người đàn ông kia giống như không hề ghét bỏ, ông ta cúi đầu nhìn chân Tiết Phương Hoa, đau lòng tới nỗi viền mắt hơi đỏ. Ông ta vội ngồi xuống, lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn được giặt tới bạc phếch, buộc lên vết thương trên chân Tiết Phương Hoa. Ông ta trách cứ, tôi đã bảo bà bao nhiêu lần rồi, tôi không ở nhà bà cũng không cần ra ngoài nhặt chai lọ đâu, ban ngày trời nóng như vậy nhỡ bị cảm nắng thì sao? Buổi tối cho dù không nóng, nhưng bà xem, đây là bị chảy ra nếu chẳng may bị đâm thì phải làm sao? Cao Yến Linh nhìn thấy cảnh tượng này liền thấy kinh ngạc đứng tại chỗ. Hồi lâu sau cô lấy lại tinh thần, theo bản năng gọi một tiếng, Tiết Phương Hoa. Tiết Phương Hoa không đáp lại, cũng không quay đầu lại. Cao Yến Linh đi lên trước nói xin lỗi với người đàn ông, xin lỗi, là tôi không cẩn thận làm chảy ra vợ ông, nếu không ông hãy đưa bà ấy tới bệnh viện kiểm tra một chút xem sao. Người đàn ông liếc nhìn Cao Yến Linh, cúi đầu hỏi Tiết Phương Hoa, chúng ta đi kiểm tra một chút xem, nhỡ đâu tổn thương tới xương thì sao? Tiết Phương Hoa liều mạng lắc đầu không chịu đi bệnh viện, không đi. Thấy vậy người đàn ông hung hăng ném ánh mắt nhìn Cao Yến Linh, coi như cô gặp may, bà xã tôi không tính toán. Nói xong người đàn ông khom lưng cõng Tiết Phương Hoa đi về phía trước. Cao Yến Linh không dám tin, bình tĩnh nhìn Tiết Phương Hoa. Tiết Phương Hoa thực sự không nhận ra cô sao? Đã quên cô rồi sao? Lục Lãnh Minh đã từng nói với cô, Tiết Phương Hoa có thể đã chết rồi, cũng có thể tự do rồi. Cô ta dùng mạng để đổi lấy tự do sao? Tiết Phương Hoa không thể sinh con, mất đi diện mạo xinh đẹp cùng tiền tài địa vị nhưng lại có được tình yêu đích thực. Bần cùng như vậy lại có người đàn ông yêu cô ta sâu đậm bất kể vẻ ngoài của cô ta. Cao Yến Linh nhìn lưng người đàn ông đưa Tiết Phương Hoa đi, một lúc mới lấy lại tinh thần, cô gọi họ, đợi đã. Cao Yến Linh trở lại xe lấy ví tiền từ trong túi ra,
rút ra một xấp tiền mặt. Cô đi tới trước mặt người đàn ông trung niên đưa cho ông ta, coi như không đi bệnh viện thì anh hãy cầm lấy chút tiền này để mua thuốc xử lý vết thương đi. Người đàn ông do dự vài giây rồi vươn tay nhận lấy xấp tiền Cao Yến Linh đưa tới. Đối với tình hình cuộc sống của họ bây giờ mà nói quả thật thiếu tiền. Người đàn ông lúc nhận tiền rút lấy 500 đồng, còn lại trả cho Cao Yến Linh. 500 đồng này là để cho vợ tôi đi kiểm tra chân, là cô ấy nên có, chúng tôi tuy nghèo nhưng không cần người khác bố thí. Nói xong người đàn ông cất 500 đồng đi, cõng Tiết Phương Hoa rời đi. Tiết Phương Hoa ôm cổ người đàn ông, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn bóng lưng họ rời đi, những hận thù trước kia của Cao Yến Linh đối với Tiết Phương Hoa đều đã không còn. Người đàn ông này thực sự rất yêu cô ta. Tiết Phương Hoa đã quên hết những gì xảy ra trong quá khứ để bắt đầu lại cuộc sống. Cô gặp được người đàn ông yêu mình, điều này còn hơn bất cứ thứ gì. Có thể đây là kết cục tốt nhất dành cho Tiết Phương Hoa, cả đời cô ta bị số phận khống chế, từ trước tới nay không được sống vì mình. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, viền mắt Cao Yến Linh ửng đỏ. Thậm chí cô có chút hâm mộ Tiết Phương Hoa. Sống một cuộc sống bình thường với người mình thích suốt đời như vậy thật tốt. Hết lần này tới lần khác, có người không cam lòng sống yên ổn, hễ không có việc gì lại gây thêm phiền phức cho cô cùng Lục Lãnh Minh. Bằng không lúc đó cô và Lục Lãnh Minh có thể cũng giống như vậy, cùng nhau sống một đời hạnh phúc, thỉnh thoảng cũng có cãi vã nhưng cuộc sống vẫn hạnh phúc mỹ mãn. Bầu trời đêm nay mây đen u ám. Cao Yến Linh đứng chôn chân tại chỗ, bóng dáng Tiết Phương Hoa sớm đã rời khỏi tầm mắt cô. Một trận gió thổi qua, bầu trời nổi tiếng sấm rền. Cao Yến Linh lúc này mới lấy lại tinh thần, lại sắp mưa bão rồi sao? Cao Yến Linh xoay người trở lại xe, đột nhiên chân cô giẫm phải một vật cứng. Nhấc chân lên, cô chỉ thấy đó là một con ám dạ tiểu hùng nhỏ bằng quả trứng cút. Cao Yến Linh khom lưng nhặt con gấu lên nhìn thử thì thấy con gấu được làm rất tinh xảo, xinh đẹp. Ngón tay cô vuốt ve trên mặt nó, trong lúc vô ý cô phát hiện không ngờ mũi nó còn có thể ấn xuống. Cao Yến Linh ấn xuống. Đột nhiên con gấu phát ra một giọng nói trầm thấp, người muốn có tự do, thì tháng 9 năm sau khi tất cả kế hoạch của chủ nhân thành công, người sẽ có được tự do. Vì vậy bây giờ ngươi phải toàn lực trợ giúp chủ nhân không được có nửa điểm sai lầm, nghe rõ chưa? Có ai lại muốn bị khống chế? Nghe được mấy câu nói ngắn ngủi của giọng nói này, trong lòng Cao Yến Linh bỗng thấy kinh sợ, tim đập thình thịch. Những lời này có ý nghĩa gì? Tháng 9 sang năm sao? Cao Yến Linh biết Tiết Phương Hoa từng là gián điệp, cô ta mất tích một năm, cho nên mọi người đều cho rằng cô ta đã chết, nói vậy đoạn ghi âm này chắc là được ghi vào năm ngoái. Cũng chính là tháng 9 năm nay kế hoạch của chủ nhân sẽ thành công. Chủ nhân là ai? Ai là chủ nhân của bọn họ? Kế hoạch vào tháng 9 là gì? Lúc Cao Yến Linh suy nghĩ tới xuất thần, con gấu vang lên hai tiếng tít tít liền sau đó là âm báo, mở thiết bị định vị. Nghe vậy Cao Yến Linh vội vàng ấn vào mũi con gấu. Đóng thiết bị định vị. Con gấu này là một thiết bị định vị có chức năng ghi âm. Cao Yến Linh không biết ý nghĩa của đoạn ghi âm này là gì, nhưng cô biết đây là chuyện cực kỳ quan trọng. Nghĩ vậy Cao Yến Linh cầm con gấu trở lại xe, quay đầu lái về phía bệnh viện. Lý Ngọc Đường thế nào cũng không nghĩ tới, Tiết Phương Hoa biến mất một năm, thiết bị định vị của cô ta bỗng nhiên có tín hiệu, xuất hiện không dưới một phút ở trung tâm thành phố. Lý Ngọc Đường lập tức thông báo chuyện này cho cha cô ta, đợi đến lúc Lý Ngọc Đường phái người qua, trên đường phố yên tĩnh chỉ còn mấy người đi ngang qua, đèn đường vàng mờ ảo chiếu tỏ, trận mưa xối xả gột sạch những dấu vết xuất hiện gần đây, dưới ánh đèn đường mờ ảo nước mưa giăng kín làm tầm nhìn mờ ảo. Mặc dù đám quân nhân mang theo chó nghiệp vụ thăm dò trong mưa hồi lâu cũng không tìm được bất kỳ dấu vết gì. Lúc Cao Yến Linh lái xe đến bệnh viện, bên ngoài trời đã mưa xối xả. Cô lười mở ô, xách túi chạy ra khỏi xe, đóng sầm cửa xe chạy về phía tầng VIP bệnh viện. Đến nơi cô vẩy nước trên chân, rũ rũ nước trên váy. Lúc này, ngoại trừ quầy phục vụ, toàn bộ tầng của bệnh viện không một bóng người, vô cùng yên tĩnh. Cao Yến Linh đi tới cửa thang máy ấn thang lên tầng 3. Thang máy từ từ đi xuống, cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt cô chính là đôi giày da của Lục Lãnh Minh, anh đã thay bộ quần áo sặc mùi rượu bằng bộ đồ khác. Lục Lãnh Minh thấy Cao Yến Linh ở cửa thang máy thì rất bất ngờ, anh kinh ngạc đứng trong thang máy không biết phải nói gì. Mãi tới khi cửa thang máy lại chuẩn bị đóng lại, anh mới đưa tay ra chặn lại, cực
cửa thang máy lại mở ra. Cao Yến Linh bước vào, ấn nút tầng 3, thản nhiên nói, trở về phòng bệnh đã, tôi có việc cần nói cho anh. Phòng bệnh 306. Vừa vào phòng, Cao Yến Linh đã khóa trái cửa. Sự cẩn trọng của cô làm Lục Lãnh Minh có chút không hiểu chuyện gì. Cao Yến Linh bước tới trước ghế sofa buông túi, tìm kiếm một vật da cầm trong tay. Cô đưa tới trước mặt Lục Lãnh Minh. Nhìn thấy con gấu trong tay Cao Yến Linh, con ngươi Lục Lãnh Minh co rút lại. Sắc mặt anh ngưng trọng, em lấy được nó từ đâu? Tôi đụng phải Tiết Phương Hoa, có thể là cô ta làm rơi. Nói xong Cao Yến Linh ấn vào mũi con gấu. Người muốn tự do, tháng 9 năm sau khi tất cả kế hoạch của chủ nhân thành công, người sẽ được tự do. Vì vậy bây giờ người phải toàn lực trợ giúp chủ nhân không được có nửa điểm sai lầm, nghe rõ chưa? Có ai lại muốn bị khống chế? Âm thanh này nói được phân nửa, tiếp đó là tiếng tìm kiếm đồ đạc, sau đó liền kết thúc. Cao Yến Linh lo sau khi phần ghi âm kết thúc lại giống như lúc trước sẽ tự động khởi động thiết bị định vị nên vội vàng ấn vào mũi con gấu, tắt đi. Mắt Lục Lãnh Minh hơi nheo lại, thản nhiên nói, đây là giọng của quản gia Ngô. Tháng 9 năm nay bọn họ có thể có hành động lớn. Tháng 9, Lục Lãnh Minh cố gắng nghĩ tháng 9 sẽ có chuyện gì. Con gấu này còn có thể định vị, khả năng đối phương đã biết thiết bị định vị này đã xuất hiện, là tôi không cẩn thận ấn vào. Cao Yến Linh giải thích đơn giản. Cái này cần giao cho Tổng thống để tra đề phòng cẩn thận. Anh nói là cái này nhằm vào Tổng thống sao? Cao Yến Linh vẫn cho rằng đối phương nhằm vào Lục Lãnh Minh, dù sao Tiết Phương Hoa và quản gia Ngô đều đang theo dõi Lục Lãnh Minh. Lục Lãnh Minh không thể xác định 100% nhưng có tới 89 phần 10 là đúng. Hơn nữa anh và Nhạc Đỉnh Phong cũng đã sớm nghi ngờ là chỉ huy Lý. Ở nước ETA bọn họ cũng từng điều tra tư liệu về ám dạ Tiểu Hùng. Tuy rằng điều tra ra được một chút đầu mối nhưng cũng không cụ thể. Lục Lãnh Minh thản nhiên gật đầu, lấy điện thoại di động ghi âm lại câu nói vừa rồi của con gấu gửi cho Tổng thống. Tổng thống nhanh chóng gọi điện tới, ông nói chuyện sơ qua với Lục Lãnh Minh một hồi liền gác máy, chuyện xử lý xong xuôi, lúc này Lục Lãnh Minh mới nghĩ tới những gì Cao Yến Linh vừa nói với anh, em nói Tiết Phương Hoa còn sống sao? Cao Yến Linh gật đầu, khuôn mặt cô ta đã bị hủy, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Hình như cô ta không nhớ rõ chuyện lúc trước, có một người đàn ông đối xử với cô ta rất tốt. Nói xong Cao Yến Linh còn nhớ tới ánh mắt thương xót và lo lắng của người đàn ông kia dành cho Tiết Phương Hoa. Nghĩ tới những chuyện này, Cao Yến Linh lại nghĩ tới Lục Lãnh Minh cũng đã từng đối với cô như vậy. Cũng tốt, nếu cô ta không nhớ rõ quá khứ cũng không nên quấy rầy cuộc sống của cô ta, cứ để cô ta sống một cuộc sống yên tĩnh. Cao Yến Linh cũng nghĩ như vậy, nhưng cô nhìn thấy thiết bị định vị của Tiết Phương Hoa, chỉ sợ là đã có người tìm cô ta khắp nơi. Nói chuyện xong, Cao Yến Linh chuẩn bị rời đi lại bị Lục Lãnh Minh kéo tay lại. Muộn thế này, bên ngoài lại mưa to, em định đi đâu? Về nhà ngủ. Cao Yến Linh thản nhiên đáp. Anh về cùng em, xe anh hỏng rồi. Anh ở đây là được rồi, không phải anh uống say rồi sao? Cứ tiếp tục say đi. Nói xong Cao Yến Linh liếc nhìn anh, đeo túi nhanh chóng rời đi. Lục Lãnh Minh sao để cô đi như vậy, dù cho phải dày mặt anh cũng muốn làm hòa với cô. Anh đi theo cô, bám chặt lấy cánh tay cô khiến Cao Yến Linh muốn bỏ anh lại cũng không được. Cao Yến Linh lên xe anh cũng theo lên xe. Cao Yến Linh hét lên giận dữ, cút xuống đi. Lục Lãnh Minh không nhìn cô mà tiếp tục thắt dây an toàn. Đây là lần đầu tiên Lục Lãnh Minh lên xe Cao Yến Linh, lần đầu tiên Cao Yến Linh cầm lái chở anh. Cao Yến Linh bất đắc dĩ, cô lạnh mặt, khởi động xe. Lục Lãnh Minh bình tĩnh nhìn cô chăm chú. Một năm không gặp, một cô gái bé nhỏ từ không biết gì đã thành cái gì cũng biết. Chỉ riêng điểm này cũng đủ khiến Lục Lãnh Minh đau lòng. Dọc đường đi Cao Yến Linh không hề nói với Lục Lãnh Minh một câu nào. Lục Lãnh Minh lại không thể ngừng nói, mồm liên tục lẩm bẩm, nhớ lần đầu tiên em nhìn thấy anh cứ luôn mồm cậu ơi, cậu à. Ngày đầu tiên về nhà đã làm rối tinh rối mù, giá để rượu trong phòng khách bị em đánh đổ, khắp phòng đều là rượu. Cao Yến Linh lạnh lùng liếc anh bắt đầu tính nợ cũ à? Tắm cũng làm ngập cả phòng ngủ. Cũng không tắt đèn mà lại đánh đổ đèn, anh hỏi em sao không tắt đèn, em lại bảo em chưa từng bật, miệng em không dài như vậy, thổi không tắt. Nói rồi Lục Lãnh Minh cười. Cao Yến Linh đỏ mặt, lúc đó cô căn bản không biết được những sự vật của thế giới này,
vậy mà anh dám lấy chuyện đó ra cười cô. Em biến bể bơi thành hồ cá, bây giờ lúc rảnh rỗi anh cũng ra đó câu cá. Quản gia Trần nói trong dưới đáy đã có củ sen, nếu không đào lên ăn thì để trong nước sẽ hỏng. Bây giờ suy nghĩ một chút mới phát hiện ra thực ra em giỏi thật, biến cái bể bơi vô dụng thành vừa có hoa để ngắm vừa có cá để câu, còn có củ sen để ăn. Khóe miệng Cao Yến Linh co giật, đây là đang khen hay chê cô? Cao Yến Linh lái xe về đến nhà đã là nửa đêm, cô đã rất buồn ngủ rồi, may mà cảnh quay ngày mai không quá sớm, vừa về phòng cô liền lăn ra giường ngủ đã chia, Cao Yến Linh vừa nằm xuống, Lục Lãnh Minh đã chen đến bên chỗ cô ôm lấy cô từ phía sau, Cao Yến Linh tức giận nói, cút qua bên kia của anh đi. Lục Lãnh Minh ôm chặt không buông, không cút. Cao Yến Linh chưa từng biết Lục Lãnh Minh giờ còn mặt dày vô địch thiên hạ như vậy. Anh còn không buông ra tôi sẽ đánh anh đó. Em đánh đi. Lục Lãnh Minh đã xác định rồi, có đánh cũng không đánh trả, mắng không nói lại, hạ quyết tâm không cưa lại được bà xã là không quay đầu lại. Cao Yến Linh xoay người, bỗng nhiên vận nội lực, đánh một chưởng về phía Lục Lãnh Minh. Cao Yến Linh đang nổi nóng, một chưởng này đánh ra dùng lực vô cùng mạnh. Cô cho là Lục Lãnh Minh sẽ tránh, kết quả anh không hề động một chút, cứ thể nhận lấy một chưởng của cô. Lục Lãnh Minh rên lên một tiếng, ngực bị đánh tới mức nội tạng bị thương, cơn đau tràn ra, sau đó cổ họng nghẹn lại, khóe miệng có chảy ra một tia màu đỏ. Lục Lãnh Minh không hề nhíu mày vẫn ôm chặt Cao Yến Linh. Còn người Cao Yến Linh co rút lại, cô cho rằng Lục Lãnh Minh có ngốc đi chăng nữa cũng biết né tránh. Không ngờ anh không tránh mà trực tiếp lĩnh đủ một chưởng này. Cao Yến Linh tự biết rõ một chưởng này của cô nặng bao nhiêu. Bề ngoài nhìn không ra dấu vết gì, chủ yếu là tổn thương đến nội tạng nên Lục Lãnh Minh mới có thể phụt máu như vậy. Cao Yến Linh mở to mắt kinh ngạc nhìn Lục Lãnh Minh. Hồi lâu cô mới mở miệng chất vấn, tại sao anh không tránh? Khóe miệng Lục Lãnh Minh hơi cong lên, tia máu trào ra. Anh thương xót nhìn Cao Yến Linh chăm chú, bàn tay gạt đi sợi tóc rơi trên mặt cô, so với nỗi đau của em trong một năm qua, anh đây đau có là gì? Tim Cao Yến Linh như nghẹn lại, cô trầm mặc vài giây, xoay người không nhìn Lục Lãnh Minh, cô không muốn nhìn thấy tình cảm chứa chan trong mắt anh, không muốn anh thấy cô đau lòng. Nếu như không đủ để hết giận thì em có thể tiếp tục đánh bất cứ lúc nào, vào bất cứ đâu. Lục Lãnh Minh ôm chặt cô. Cao Yến Linh không dãy dụa né tránh nữa. Lục Lãnh Minh cứ ôm cô ngủ cả đêm như vậy. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng sớm chiếu vào phòng. Cao Yến Linh bị báo thức trên điện thoại đầu giường đánh thức. Cô giơ tay tắt báo thức, bỏ cánh tay Lục Lãnh Minh đang ôm ngang eo mình ra rồi ngồi dậy. Lục Lãnh Minh ở bên cạnh vẫn nằm không nhúc nhích. Cao Yến Linh theo bản năng đẩy anh một chút không kiên nhẫn nói, dậy đi. Lục Lãnh Minh không hề có phản ứng. Cao Yến Linh quay qua nhìn, nhất thời con ngươi co rút lại. Sắc mặt Lục Lãnh Minh trắng bệch, môi không có một tia huyết sắc. Cao Yến Linh thăm mạch anh, đại khái là vì một trường tối qua quá nặng dẫn đến Lục Lãnh Minh hiện tại hôn mê bất tỉnh. Cao Yến Linh vội vàng dậy mặc quần áo, nhờ quản gia Trần hỗ trợ đỡ Lục Lãnh Minh lên xe. Cô đưa Lục Lãnh Minh tới bệnh viện. Bệnh viện kiểm tra đúng là do một trường của Cao Yến Linh ngày hôm qua đã làm anh bị nội thương. Loại nội thương này cũng chỉ có thể dưỡng thương, điều trị từ bên trong, đến bệnh viện cũng chỉ cho tiêm thuốc và kê thuốc bổ. Không bao lâu Lục Lãnh Minh đã tỉnh lại. Ngược lại cũng không có vấn đề gì to tát, chỉ là ngày hôm qua không điều trị đúng lúc cho nên hôm nay anh hơi mệt, phải ngủ thêm một lúc. Cao Yến Linh có một cảnh quay vào buổi sáng, cô không thể làm gì khác hơn là thay đổi kế hoạch lùi sang buổi chiều mới đến đoàn phim, vì áy náy nên buổi sáng cô vẫn luôn ở bệnh viện trông Lục Lãnh Minh, buổi chiều Cao Yến Linh đến đoàn phim, ngày hôm nay thực ra là sinh nhật Cao Yến Linh. Nhưng ngày sinh trên thẻ căn cước của cô lại là ngày khác, ngoại trừ Lục Lãnh Minh ra không ai biết ngày sinh nhật của cô, cho nên Cao Yến Linh không có ý định tổ chức sinh nhật, buổi chiều hôm nay cô phải quay một cảnh phim ở ngoài trời, là cảnh quay nam chính cầu hôn nữ chính ở trung tâm thành phố. Nội dung cảnh quay này vốn là tập cuối cùng của phim, Cao Yến Linh cũng không biết tại sao đạo diễn lại sắp xếp cho quay vào hôm nay. Ở quảng trường Vincom Plaza náo nhiệt giữa trung tâm thành phố, xung quanh là vô số tòa nhà cao ốc lớn, các tòa nhà cao tầng trong thành phố dường như đều tập trung hết ở đây. Lúc này đài phun nước chỗ quảng trường Vincom Plaza đã bị người của đoàn phim lập rào gây xung quanh, người qua đường đều đứng ngoài xem, đặc biệt là fan của ảnh đế Lạc Đông nghìn nghịt, hận không thể bao vây toàn bộ quảng trường Vincom Plaza.
để quay cảnh phim này không biết đã phải huy động bao nhiêu bảo vệ và nhân viên an ninh. Lúc Cao Yến Linh và ảnh đế Lạc đi từ trong xe bảo mẫu ra, một đám người reo hò chói tai. Đạo diễn cầm loa nói, toàn thể các bạn fan yêu quý, một lát nữa quay phim làm phiền các bạn hãy giữ trật tự một chút nhé. Đạo diễn không ngừng cảnh cáo, nhắc nhở nhưng mọi người vẫn hét lên làm như không nghe thấy. Mãi tới khi ảnh đế Lạc xuống xe đi tới bên cạnh đạo diễn, đoạt lấy loa khẽ hô một tiếng mọi người yên lặng nào. Lúc này tất cả mọi người mới yên tĩnh lại. Mong mọi người hãy phối hợp một chút, một lát nữa khi đoàn quay phim mọi người hãy cố gắng giữ yên lặng một chút. Ảnh đế Lạc đã lên tiếng, tất cả mọi người đều trở nên yên tĩnh lại. Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm. Cao Yến Linh lại buồn bực, tại sao lại phải quay ở đây, như vậy không phải là tự tìm phiền toái cho mình hay sao? Cho dù nội dung bộ phim có cần thì cũng có thể đến phim trường dựng bối cảnh, đâu cần phải ở chỗ đông nghịt người như thế này. Khi tất cả đã sắp xếp thỏa đáng, ảnh đế Lạc ôm bó hoa hồng tím cực to, trong tay đã chuẩn bị nhẫn kim cương. Khi trước Cao Yến Linh đã nhìn qua đạo cụ nhẫn kim cương này, không nghĩ đoàn phim lại nỡ bỏ ra chi phí như vậy, chiếc nhẫn kim cương trông như thật, đẹp hoàn mỹ. Cao Yến Linh vừa nhìn đã thích, nếu không phải là do đoàn đạo cụ của đoàn phim đặt làm thì cô cũng muốn đi mua một chiếc giống y như vậy. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, đạo diễn nhìn đồng hồ mãi không có ý định quay. Cao Yến Linh đợi chờ có chút nôn nóng tới nỗi toàn thân đều toát mồ hôi. Mãi tới khi đồng hồ trên quảng trường kêu lên 3 tiếng đong đong đong, đạo diễn ngồi dưới ô mới hô, bắt đầu. Cao Yến Linh làm theo kịch bản, ngồi ở bên miệng đài phun nước, đeo ba lô, chờ gặp ảnh đế Lạc, kết quả đợi một hồi, ảnh đế Lạc mãi vẫn chưa tới. Lúc Cao Yến Linh định đứng lên chuẩn bị rời đi, lúc này ảnh đế Lạc sẽ phải đột ngột xuất hiện. Kết quả là Cao Yến Linh đi mấy bước, ảnh đế Lạc vẫn chưa xuất hiện. Cô đã đi chậm chậm để chờ ảnh đế Lạc xuất hiện, kết quả cô đi mãi mà chưa thấy anh ta đâu. Cao Yến Linh cũng buồn bực, sao đạo diễn còn chưa hộ cắt. Lúc Cao Yến Linh gần đi đến giữa quảng trường Vincom Plaza. Đột nhiên, trên quảng trường, màn hình quảng cáo cỡ lớn ở đối diện cô chợt lóe lên. Trên đó hiện lên khuôn mặt cô không thể quen thuộc hơn. Cao Yến Linh giật mình trợn trừng mắt. Xuất hiện trên màn hình cực lớn chính là hình ảnh Lục Lãnh Minh. Anh ngồi trước bàn làm việc, phông nền sau lưng màu trắng, trang phục nghiêm chỉnh, bình tĩnh mở miệng, xin chào mọi người, tôi là Lục Lãnh Minh. Lục Lãnh Minh vừa dứt lời, đám người đông nghìn nghịt bên dưới lập tức vừa hét vừa nhảy lên, còn điên cuồng hơn so với lúc ảnh đế Lạc đến, lỗ tai Cao Yến Linh như muốn điếc luôn. Không chỉ trên màn hình lớn của Vincom Plaza mà tất cả cửa hàng, trung tâm thương mại xung quanh đều quay trực tiếp hình ảnh của Lục Lãnh Minh. Người qua đường hay dạo phố đều dừng lại xem. Hôm nay, Lục Lãnh Minh vừa mở miệng, tất cả mọi người lại trở nên yên lặng nghe anh nói. Là sinh nhật 21 tuổi của vợ tôi, dưới sự chứng kiến của toàn thành phố Sương Mai, tôi muốn trịnh trọng xin lỗi cô ấy. Bởi vì một số chuyện, tôi buộc lòng phải rời xa cô ấy một năm nay, cô ấy đã phải chịu rất nhiều cay đắng, rất nhiều oan ức, lúc gặp lại, cô ấy đã tiểu tụy đi rất nhiều, cũng thay đổi rất nhiều. Tất cả đều là lỗi của tôi. Cô ấy vốn là một cô gái hồn nhiên đáng yêu, ngày nào cũng tươi cười. Nhưng vì tôi bỏ đi, cô ấy không còn cười nữa. Tôi hy vọng hôm nay có thể tìm lại nụ cười của cô ấy ở đây. Tôi hy vọng có thể dùng nửa đời còn lại của mình để trả lại, để bù đắp tất cả, có được sự tha thứ của cô ấy, tìm lại nụ cười của cô ấy. Tôi muốn nói với cô ấy rằng, bà xã Hà, anh yêu em, từ trước đến nay chưa hề thay đổi, mặc dù chúng mình có rất nhiều hiểu lầm không thể giải thích rõ ràng, nhưng bắt đầu từ ngày em gả cho anh, mỗi một lời thề của anh với trời đều là sự thật, không bao giờ thay đổi, anh yêu em đến hết cuộc đời. Cao Yến Linh nhìn màn hình lớn, hai tay nắm thật chặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, hốc mắt lại đỏ lên ươn ướt. Những người ở đây nghe Lục Lãnh Minh tỏ tình chân thành như vậy cũng thấy cảm động thay cho Cao Yến Linh, chỉ hận mình không phải là vợ của anh. Rất nhiều chuyện trước kia, trong lòng em không thể buông bỏ được, vừa yêu vừa hận lại uất ức. Những điều này anh đều biết cả. Anh chỉ có thể dùng toàn bộ quãng đời còn lại để bù đắp cho em. Chúng ta đã từng yêu nhau như vậy, không thể non hẹn biển nhưng đã sống chết có nhau, không lời ngon tiếng ngọt nhưng vẫn luôn tin tưởng nhau. Chúng ta khác tất cả những đôi vợ chồng khác.
không chỉ ở kiếp này mà đời đời kiếp kiếp về sau, chúng ta vẫn sẽ là vợ chồng. Mọi người nghe Lục Lãnh Minh tỏ tình mà xúc động đến mức bật khóc. Lục Lãnh Minh cũng đỏ mắt, giọng nói trở nên nghẹn ngào, vợ à, anh không cầu xin em có thể tha thứ, chỉ mong em lại yêu anh thêm một lần nữa. Lục Lãnh Minh dứt lời, bốn phía vang lên ca khúc chủ đề của phim Mối Tình Lộc Nguyên, từng chữ từng câu của bài hát này đều được Lục Lãnh Minh phiên dịch từ trên bia mộ của hoàng đế, sửa chữa lại rồi phổ nhạc. Chỉ cần hát lên, Cao Yến Linh sẽ nhớ tới kiếp trước bọn họ đã từng có một quãng thời gian bên nhau đầy tình cảm, sống ở nơi này, Cao Yến Linh hòa vào thế giới này, dường như đã sắp quên đi quá khứ của bọn họ. Bèo xanh xương trắng đuổi theo sóng đêm mộng hồng trần vỡ tan rồi. Tiếng tiêu lưu luyến, tà áo lụa khẽ bay nhường không gian cho ánh chiều tà. Núi xanh đi xa, lối mòn hiu hắt cung điện nguy nga khó mà đếm hết, những điều đã hứa tựa như áng cầu vồng ngàn năm đầy bụi đất trong chớp mắt. Nếm trải mọi thăng trầm đau khổ của nhân gian, tại sao gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt, lòng say đắm dãi bầy, ý si chân thành, tình si bên nhau nguyện vì em liều cả nhu tình khí phách, nhìn má hồng ướt đẫm lệ tương tư mà héo tàn theo năm tháng. Anh chỉ mong được bên em sớm chiều, yêu càng nhiều, hận càng sâu, sống chết bên nhau nguyện được vĩnh viễn che chở cho em. Cao Yến Linh bình tĩnh đứng tại chỗ, nước mắt chảy xuống thành dòng. Anh chỉ mong được bên em sớm chiều, yêu càng nhiều, hận càng sâu, sống chết bên nhau nguyện được vĩnh viễn che chở cho em. Nghe được những lời ấy, cuối cùng Cao Yến Linh cũng không thể ngăn được nước mắt tuôn rơi như dòng lũ nữa, nghĩ đến hoàng cữu cữu Lục Lãnh Minh đã từng vì cô mà ngay cả bạn sống cũng không cần. Ở kiếp này Lục Lãnh Minh cũng vậy, vẫn luôn nỗ lực cố gắng vì cô, yêu cô như mạng mình, cô cũng không biết tại sao bọn họ lại đi tới bước đường này. Hạnh phúc của họ đi nơi nào rồi? Chỉ vẻn vẹn mới một năm mà tất cả đều đã thay đổi. Hoàng cữu cữu đã từng ra trận, nửa năm mấy tháng là chuyện thường, nhưng ít nhất cô biết hoàng cữu cữu đi đâu làm gì. Nhưng lần này Lục Lãnh Minh biến mất khỏi thế giới của cô một năm trời. Cô mặc kệ chuyện Lục Lãnh Minh và Trịnh Tuyết Bội có phải là hiểu lầm không, nhưng anh đã lựa chọn rời đi lúc cô đang cảm thấy mất mát nhất, đây là chuyện mà một người chồng nên làm ư? Mặc dù trong lòng Cao Yến Linh oán hận Lục Lãnh Minh vì đã làm cô bị tổn thương như thế, nhưng cô cũng biết là bởi vì quá yêu nên mới đau khổ. Nếu như cô không yêu thì sao có thể oán hận được? Bởi vậy mới nói, yêu hết lòng, mà hận cũng tận xương tủy. Cô đúng là hận đến tận xương tủy, nên dù Lục Lãnh Minh giải thích thế nào, cô vẫn chưa thể tha thứ cho anh. Những lời nói của Lục Lãnh Minh hôm nay đã chạm vào tận đáy lòng Cao Yến Linh, rất nhiều chuyện đã qua, trong lòng cô không buông bỏ được, vừa yêu vừa hận lại vừa tủi thân. Họ đã từng yêu nhau như vậy, chưa thể non hẹn biển nhưng lại sống chết có nhau, không có lời ngon tiếng ngọt nhưng vẫn luôn tin tưởng nhau. Họ khác với mọi cặp vợ chồng khác, không chỉ ở kiếp này, đời đời kiếp kiếp về sau, họ vẫn sẽ là vợ chồng. Không mong cô tha thứ, chỉ mong cô lại yêu anh một lần nữa. Lúc này, một chiếc xe đậu ở ven đường. Một người đàn ông cầm bó hoa đi tới trước mặt cô, Cao Yến Linh tha thứ cho anh nhé. Ở dưới quảng trường các cô gái đồng loạt hô lên tha thứ, tha thứ. Ánh mắt họ đều dồn trên người Cao Yến Linh. Dường như nếu Cao Yến Linh không tha thứ cho Lục Lãnh Minh, bọn họ liền không tha thứ cho cô vậy. Đám fan hâm mộ vẫn liên tục điên cuồng hô hào, Lục Lãnh Minh, Lục Lãnh Minh, em yêu anh, cô không nhận lời anh ấy chúng tôi sẽ cướp Lục Lãnh Minh ngay đấy. Tuy mắt Cao Yến Linh đã nhòe lệ, nhưng cô vẫn nhìn ra sự chân thành của Lục Lãnh Minh. Bao áp lực suốt năm qua, Cao Yến Linh lập tức dứt bỏ hết tất cả, hung hăng nhào vào trong lòng Lục Lãnh Minh. Cô vừa đánh vừa mắng anh, sao anh lại muốn rời bỏ em? Vì sao còn vác mặt về làm gì? Anh là người cậu bại hoại, xấu xa. Bại hoại. Lục Lãnh Minh bị Cao Yến Linh hung hăng va mạnh một cái, cả người loạng choạng ra sau, ngã ngồi xuống đất. Thuận thế bỏ bó hoa trong tay ra, anh ôm lấy Cao Yến Linh, để cô mặc sức chút giận, đấm liên tục, đập bình bịt vào ngực anh. Lục Lãnh Minh nâng khuôn mặt nhỏ ướt đẫm của cô lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô. Cậu là đồ bại hoại, là do cậu không tốt, cậu sẽ không vứt bỏ em nữa đâu. Dứt lời, Lục Lãnh Minh mạnh mẽ hôn lên môi cô. Lục Lãnh Minh đau lòng thương yêu, nước mắt cũng trượt xuống từ khóe mắt. Lục Lãnh Minh hôn điên cuồng mà lại ngang ngược, trước mặt hàng ngàn người, anh hôn cô gái yêu dấu như để chứng minh tình yêu của bọn họ với người khác vậy. Các fan hâm mộ nhìn mà ai cũng cảm động,
đặc biệt là những người cuồng Lục Lãnh Minh thì nước mắt càng giàn giụa. Bạch Liên Vân vốn luôn đứng gần đó cũng bước ra, đứng bên cạnh ảnh đế Lạc. Ảnh đế Lạc vươn một tay ôm lấy cô rồi nói nhỏ bên tai, anh cũng sẽ giống như vậy, yêu em đời đời kiếp kiếp. Mặt Bạch Liên Vân đỏ bừng lên. Lục Lãnh Minh đỡ Cao Yến Linh đứng dậy rồi lấy nhẫn kim cương ra. Ngón áp út của Cao Yến Linh trống không. Sau khi Lục Lãnh Minh rời đi, cô đã thảo nhẫn cưới ra. Lục Lãnh Minh lấy ra một chiếc nhẫn kim cương chạm hoa màu tím đặc biệt có tên Yến Linh như mộng, nâng bàn tay nhỏ của cô lên rồi chậm rãi đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô. Khóe miệng Lục Lãnh Minh khẽ nhướng, anh nâng bàn tay cố lên và đặt xuống một nụ hôn. Chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão. Ý là nắm tay nhau, bên nhau đến bạc đầu. Lục Lãnh Minh vừa dứt lời, tiếng vỗ tay nhiệt liệt xung quanh lập tức vang lên, ai cũng cảm động rơi nước mắt. Hành động hôm nay của Lục Lãnh Minh gây chấn động toàn thành phố, truyền thông cũng đưa tin, Lục Tổng của tập đoàn Lục Thị cầu hôn vợ lần thứ hai trước mặt tất cả mọi người tại trung tâm thương mại Vincom Plaza. Tiêu đề là, bà xã hãy yêu anh thêm lần nữa. Bài báo viết rằng người dân toàn thành phố đều rất cảm động, còn lên cả top tìm kiếm của Google, Facebook. Tất cả mọi người đều chúc phúc cho bọn họ, chúc phúc câu chuyện Vương Tử và cô bé Lọ Lem. Tất cả mọi người đều coi Cao Yến Linh là cô gái nông thôn gả cho con cháu nhà giàu, sống không được tốt nên mới xảy ra nhiều mâu thuẫn như thế. Còn có người nói đây là một kiểu PR, quả thực về việc này nên cổ phiếu của tập đoàn Lục Thị tăng vọt lên 15 điểm. Chỉ có bản thân Lục Lãnh Minh và Cao Yến Linh biết rằng tình cảm, tình yêu của bọn họ là từ kiếp trước truyền đến kiếp này. Trong phòng ngủ xa hoa, Lục Lãnh Minh vừa cầm điều khiển từ xa, vừa ôm Cao Yến Linh tựa vào đầu giường, xem TV đưa tin mà cười nhẹ với cô một tiếng. Cao Yến Linh gối đầu lên tay Lục Lãnh Minh, nghĩ đến hành động hôm qua của anh mà đến bây giờ vẫn còn cảm động. Sau khi trở về, bọn họ mây mưa đủ các tư thế, điên cuồng giày vò cô suốt một đêm, khiến Cao Yến Linh mệt mỏi đến mức mê man. Vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, cô chưa kịp hỏi Lục Lãnh Minh sao hôm qua không ở bệnh viện mà lại chạy đến phim trường, mà đoạn video kia của anh, cùng với việc đoàn làm phim quay cảnh ở trung tâm thành phố đều là do anh cố ý sắp xếp sao. Cao Yến Linh đang muốn mở miệng hỏi thì Lục Lãnh Minh đã mỉm cười với cô rồi, nhấn điều khiển từ xa một cái, TV lập tức tắt đi. Lục Lãnh Minh tùy ý quăng điều khiển đi, ôm lấy Cao Yến Linh rồi cúi người xuống, một nụ hôn ngọt ngào lại bắt đầu. Trên cổ Cao Yến Linh vốn đã đầy những dấu vết tình yêu, Lục Lãnh Minh dường như còn ngại chưa đủ, lại khẽ cắn cái cổ mảnh khảnh của cô, trêu đùa đến khi Cao Yến Linh thở hồng hộc. Cao Yến Linh cố giữ lại lý trí, đẩy Lục Lãnh Minh ra, nhìn vết cào trên ngực anh, lại chợt đỏ mặt. Nhớ đến sự điên cuồng của mình tối hôm qua, Lục Lãnh Minh ôm cô ngồi trên ban công, khiến cô bị dọa, vừa khẩn trương vừa đau đớn rồi lại rất vui vẻ, hai tay bám chặt lấy vai Lục Lãnh Minh, lưu lại nhiều vết cào lên ngực và lưng anh. Cao Yến Linh vừa mới đẩy Lục Lãnh Minh ra một chút, bàn tay anh đã dịu dàng mơn trớn ngực cô, khiến một tia lý trí Cao Yến Linh vừa giữ được lại lập tức mất sạch, không còn sót lại chút gì. Cô yếu ớt nhắc nhở, Lục Lãnh Minh, hôm nay đã nói là anh phải về công ty đi làm rồi mà. Gọi là cậu, ngoan. Cậu, phải đi làm, vẫn còn sớm lắm. Lục Lãnh Minh lại cưng chiều cô một lúc. Anh biết Cao Yến Linh có vô số vấn đề muốn hỏi anh, nhưng có một vài vấn đề không cần trả lời, chuyện đã qua rồi. Giờ phút này hành động của anh đã chứng minh tất cả tình yêu và nỗi nhớ dành cho cô suốt một năm qua. Cao Yến Linh chỉ cần lời giải thích này là đủ. Một năm qua, Tổng thống ra chỉ thị mật cho anh đi công tác, nên anh không thể liên lạc được với em, vất vả lắm mới có một cơ hội gọi điện thoại, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị ngắt rồi. Cao Yến Linh vùi mình trong lòng Lục Lãnh Minh, đau lòng vươn tay ôm lấy cổ anh. Khuôn mặt mịn màng dán lên cần cổ ấm áp của anh, làn da hai người dán sát vào nhau, ôm nhau thật chặt, cảm nhận nhịp tim của nhau. Cao Yến Linh biết khi đó là Cao Chính Độ nghe điện thoại, lúc ấy cô đang tức giận nên không nghe, nếu sớm biết thế này thì cô đã nghe rồi. Về Trịnh Tuyết Bội, chỉ đêm đó bị người ta bịt thuốc mê trong buổi tiệc là sự thật, còn tai tiếng sau đó đều là giả. Điểm này, Lục Lãnh Minh không có cách nào chứng minh sự trong sạch của mình cả, nhưng có một người có thể chứng minh. Chờ Nhạc Đỉnh Phong trở về, tất cả chân tướng sẽ rõ ràng. Cao Yến Linh ngước mắt nhìn Lục Lãnh Minh, hỏi với vẻ khó hiểu, không phải Nhạc Đỉnh Phong đã về nước Tân La rồi sao? Lục Lãnh Minh lắc đầu,
anh ta luôn đi cùng với anh, bọn anh cùng đi. Vì là cơ mật cho nên Nhạc Đình Phong chỉ có thể gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho Nhạc Yên Nhu để nói rằng mình về Tân La thôi. Nghe vậy, trong lòng Cao Yến Linh lục bục một cái, có phải là liên quan đến Hắc Giao Long không? Lúc ấy cô nhớ rằng không thấy Hắc Giao Long đâu cả. Nhạc Yên Nhu nói Hắc Giao Long đã bị ai đó bắt đi, cũng không biết đối phương là ai. Một vương tử có thể bị bắt đi đột ngột như vậy, chắc chắn lai lịch của đối phương cũng không nhỏ. Lục Lãnh Minh không đáp, chỉ cười nhẹ. Nhưng Cao Yến Linh biết đáp án của anh, cô đoán đúng rồi, bởi vì là cơ mật, cho nên Lục Lãnh Minh không thể nói cụ thể cho cô nghe được. Lục Lãnh Minh về nước lâu như vậy, hôm nay là ngày đầu tiên đến công ty làm việc, anh vừa đi chưa được bao lâu điện thoại của Cao Yến Linh bỗng rung lên, vừa thấy là Lục Lãnh Minh gọi tới, Cao Yến Linh phì cười một tiếng, bấm nghe điện thoại, vừa mới đi đã gọi điện thoại rồi à. Cao Yến Linh cầm điện thoại di động cũng có thể biết Lục Lãnh Minh đang lái xe, cô nghe thấy âm thanh ma sát của lốp xe xuống mặt đất và cả một số tạp âm khác. Lục Lãnh Minh cười nhẹ một tiếng, anh định nói cho em là lịch quay phim hôm nay bị rời đến chiều, em ngủ thêm một lúc đi. Cao Yến Linh chu cái miệng nhỏ nhắn, anh đừng tự ý quyết định chuyện của em như thế, làm vậy người khác sẽ cho là em là một diễn viên kênh kiệu đó. Anh chính muốn em kênh kiệu cho bọn họ xem mà, vợ của Lục Lãnh Minh này mà lại không có tư cách kênh kiệu sao? Làm chuyện xấu mà vẫn hùng hồn được như thế cũng chỉ có mình Lục Lãnh Minh thôi. Đúng là một người đàn ông ngang ngược không phân rõ phải trái gì cả. Nhưng hết lần này tới lần khác, Cao Yến Linh lại thích con người này, thích cái cách anh ngang ngược không phân rõ phải trái như thế. Vậy em ngủ thêm một lát đây. Em cứ thế mà đi ngủ à? Dạ. Cao Yến Linh có vẻ khó hiểu, cô không ngủ như vậy thì ngủ thế nào? Cao Yến Linh vừa nghĩ đến đây thì chợt nghe thấy bên kia điện thoại có tiếng chụt, hóa ra là một nụ hôn. Mặt Cao Yến Linh lập tức đỏ bừng lên. Cô ngượng ngùng cắn môi, rõ ràng không phải hôn thật nhưng cô lại rất khẩn trương, ngượng ngùng, vui sướng, phấn khởi đến thế này. Bàn tay nhỏ chỉ biết vò tấm chăn. Bên kia điện thoại, Lục Lãnh Minh kiên nhẫn chờ, một hồi lâu sau vẫn không thấy Cao Yến Linh nói gì. Lục Lãnh Minh dường như đoán được cô đang ngượng ngùng, cười nhẹ một tiếng, không đáp lại anh à. Lục Lãnh Minh vừa mở miệng, Cao Yến Linh lại càng thêm ngượng ngùng, chỉ hận không thể chui vào chăn mà trốn. Cô cầm điện thoại di động rồi chui vào chăn, lén lút, nhẹ nhàng chụp một cái. Âm thanh nhỏ như mũi kêu, không cẩn thận lắng nghe thì căn bản không nghe thấy. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng Lục Lãnh Minh lại nghe rất rõ ràng. Anh mỉm cười nói, em ngủ thêm một lúc nữa đi. Trước giờ cơm trưa, quản gia Trần sẽ gọi em dậy, hôm nay con sẽ chơi ở vườn hoa, không cần phải thường xuyên thấp thỏm lo lắng cho bọn chúng đâu. Cao Yến Linh đỏ mặt khẽ gật đầu. Em cúp máy trước đi. Lục Lãnh Minh chờ Cao Yến Linh cúp điện thoại, nghe được âm thanh tút tút rồi mới gỡ tai nghe Bluetooth xuống. Cao Yến Linh là người duy nhất mà Lục Lãnh Minh đối xử như vậy, hành động ấy cũng thể hiện rõ sự cẩn thận chu đáo của anh. Bất cứ người nào cũng đều không hy vọng, sau khi trò chuyện với người yêu lại nghe được tiếng cúp máy bên kia đầu điện thoại. Nếu hai người yêu nhau thì lúc cúp máy, hai bên sẽ đều không nỡ, nếu như cãi nhau thì nghe âm thanh đó cũng sẽ đau lòng. Cho nên chỉ cần là những điều không tốt, anh sẽ không để tiểu công chúa của mình phải nhận. Sau khi Cao Yến Linh cúp điện thoại, cô ôm di động vào lòng, hưng phấn đến mức không ngủ được. Khuôn mặt hạnh phúc đỏ bừng lên, nụ cười hiện ra, cô hưng phấn lăn qua lăn lại trên giường. Cậu thật tốt, ông xã thật tốt. Đúng vào lúc này, điện thoại của Cao Yến Linh lại vang lên, cô cho rằng vẫn là Lục Lãnh Minh gọi nên không nhìn màn hình đã lập tức bấm nghe, ngượng ngùng alo một tiếng rất ngọt ngào. Nghe thấy giọng nói ngọt như vậy, người ở bên kia đầu điện thoại im lặng mấy giây rồi thấp giọng gọi một tiếng, Yến Linh. Nụ cười trên mặt Cao Yến Linh biến mất, sau đó cô mở to mắt, giật mình hô, Nhạc Đình Phong à. Là anh có đúng không Nhạc Đình Phong? Đúng vậy, Yến Linh, em nghe anh, đừng nói gì cả, nhất định phải dựa theo lời anh mà làm. Giọng nói của Nhạc Đình Phong lặng lẽ khác hẳn bình thường, Cao Yến Linh gật đầu. Đêm nay Hắc Giao Long sẽ đến thành phố Sương Mai, bây giờ anh ta đang cần một thân phận, em thông báo với cha em để ông ta hỗ trợ Hắc Giao Long, nói với bên ngoài đó là con riêng. Khóe miệng Cao Yến Linh giật giật một cái. Chả hiểu ra sao mà cô lại có thêm một anh trai chứ. Dựa theo bối phận thì Hắc Giao Long vốn là chồng của chị họ cô, bây giờ lại thành anh trai,
một vương tử như anh ta có thể ở lại để nhà ba cô quản hay sao? Sẽ náo nhiệt rồi đây. Nhạc Đình Phong lạnh nhạt giải thích, Hắc Giao Long đã bị tước đoạt tất cả quyền lợi, bây giờ anh ta không khác gì người bình thường cả, nếu như ngay cả khi đến thành phố Sương Mai rồi mà không giấu giếm thân phận, thì rất có thể sẽ dễ dàng bị người khác hãm hại. Đến lúc đó lại dẫn tới phiền phức cấp quốc tế. Ngay cả khi đến thành phố Sương Mai sao? Cô nghe giọng thì thấy có vẻ như Hắc Giao Long rất thảm, ở chỗ nào khác cũng bị bắt nạt nên chỉ có thể lén chạy tới thành phố Sương Mai vậy. Cao Yến Linh không có gì phải lo lắng, chỉ sợ cái tính khó chịu của Hắc Giao Long, vừa bá đạo lại vô lý, ngạo mạn lại cố chấp ương ngạnh, làm sao mà sống ở nhà cô được. Vậy còn anh? Anh không trở lại sao? Nhận được sự quan tâm của Cao Yến Linh, giọng nói của Nhạc Đình Phong mềm đi một chút. Anh sẽ về, chỉ là muộn một chút thôi. Hai người không biết nói gì thêm, khó khăn lắm Nhạc Đình Phong mới có cơ hội gọi điện thoại cho cô. Suốt cả một năm mà chỉ riêng ngày hôm nay, anh ta mới có được đặc quyền này. Sao lại cam lòng cúp máy cho dược? Nghĩ một lát, Nhạc Đình Phong lạnh nhạt hỏi, em có muốn quà gì không? Khi nào về, anh mang cho em. Bây giờ anh đang ở nước ép ta sao? Cao Yến Linh hỏi với vẻ không chắc chắn. Cô đâu biết nước ép ta có gì, muốn mua gì bây giờ? Không cần đâu, anh trở về bình an là được rồi. Bên kia điện thoại, Nhạc Đình Phong lại yên lặng một lúc. Một hồi lâu sau, anh ta mới gọi một tiếng, Yến Linh. Vâng, anh. Hai chữ nhớ em bị Nhạc Đình Phong gắng gượng nuốt xuống, đổi thành, hôm nào anh về, em sẽ tới sân bay đón anh chứ. Cao Yến Linh cười nhẹ một cái, không thành vấn đề. Bên này có một loại mỹ phẩm dưỡng da cho phụ nữ, nghe nói rất được hoàng thất hoan nghênh, đến lúc đó, anh sẽ mang về cho em một bộ. Vâng, Cao Yến Linh cũng không khách khí gì với anh ta. Vừa dứt lời, Nhạc Đình Phong bỗng nhớ ra điều gì, bèn hỏi, một năm qua, em có khỏe không? Lúc anh ta đi, Cao Yến Linh mắc chứng bệnh trầm cảm. Anh ta vẫn luôn lo lắng chuyện này. Cao Yến Linh mấp máy môi, em vẫn khỏe, còn học được rất nhiều thứ. Lục Lãnh Minh về rồi, ban đầu có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ đều đã được giải quyết rồi. Vừa rồi lúc gọi điện thoại cho Nhạc Yên Nhu, cô ấy đã nói cho anh ta biết chuyện Lục Lãnh Minh nhận lỗi với Cao Yến Linh, áy náy cầu xin cô tha thứ rồi. Vậy khi nào thì anh quay về? Tháng 9. Tháng 9, không biết vì sao, khi nghe được câu trả lời ấy, trong lòng Cao Yến Linh bỗng thấy hoảng hốt. Thấy Cao Yến Linh không nói gì, Nhạc Đình Phong cười nhẹ, sao thế? Em ngại lâu quá, không đợi nổi quả à? Không phải. Anh nghĩ cách gửi quà về trước cho em vậy nhé. Cao Yến Linh còn chưa dứt lời đã bị Nhạc Đình Phong cắt ngang. Thật ra Cao Yến Linh không để ý đến quả ấy. Đột nhiên, Cao Yến Linh nói sang chuyện khác, anh và Lý Ngọc Đường vẫn ổn chứ? Cao Yến Linh bỗng hỏi như vậy khiến Nhạc Đình Phong yên lặng một lúc lâu. Cao Yến Linh không chắc chắn có phải là ảo giác hay không, nhưng cô luôn cảm thấy Nhạc Đình Phong có vẻ như đang khóc rất đau lòng. Mãi một lúc sau cô mới nghe thấy tiếng của Nhạc Đình Phong vang lên. Tháng 9 về, anh và cô ấy sẽ kết hôn. Cao Yến Linh chợt khựng lại, hai người, thật sự sắp kết hôn sao? Cao Yến Linh có chút không dám tin, hỏi lại lần nữa. Tình cảm của bọn anh vẫn rất tốt, đến lúc đó, em nhất định phải tới chúc phúc cho bọn anh đấy. Nghe được lời này, Cao Yến Linh không biết nên nói gì cho phải. Cô ghét Lý Ngọc Đường, nhưng Nhạc Đình Phong coi cô ta như người nhà, cũng coi như ân nhân. Nhạc Đình Phong có thể không tính toán hiềm khích lúc trước mà ở bên Lý Ngọc Đường, chắc là yêu Lý Ngọc Đường đến thảm rồi. Bằng không, danh tiếng của cô ta đã xấu xí đến vậy rồi, người đàn ông nào có thể không để ý đến chứ? Cao Yến Linh im lặng một hồi lâu, rồi lạnh nhạt nói, vâng, em và Lục Lãnh Minh nhất định sẽ đi. Yến Linh. Vâng. Yến Linh. Bên kia điện thoại, Nhạc Đình Phong lại gọi một tiếng. Nhạc Đình Phong đỏ cả viền mắt, tay cầm điện thoại di động run rẩy, cố sức đè nén giọng nói của mình lại. Anh ta muốn nói với cô rằng anh ta nhớ cô đến sắp phát điên rồi, muốn nghe giọng nói của cô, muốn ôm lấy cô, muốn đoạt cô lại từ tay Lục Lãnh Minh và mang trở về Tân La để giấu cô đi vĩnh viễn. Nhưng anh ta không thể làm bất cứ điều gì, thứ duy nhất anh ta có thể làm là gạt bỏ tất cả trở ngại xung quanh cô và những kẻ muốn hại cô mà thôi. Hả? Yến Linh lại đáp lại một tiếng. Đến lúc đó,
em nhất định phải tới đón anh đấy, đừng quên. Vâng, em sẽ không quên đâu, cụ thể là ngày mấy? Mùng 3. Hôm đó, Tổng thống sẽ tới thăm nước EFTA. Xem như là để chính thức kết thúc chuyện giữa hai nước EFTA và Gen Z một cách trọn vẹn. Không cần nhiều lời thêm, nước EFTA và nước Gen Z đều sẽ ký hiệp nghị hợp tác hữu nghị hai bên. Nhưng mà vào hôm đó, khi nước EFTA chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Thủ trưởng Lý sẽ chính thức ra tay với Tổng thống. Để thử thách lòng trung thành, Lý Minh Quốc đã giao nhiệm vụ này cho Nhạc Đình Phong. Nhạc Đình Phong ở nước EFTA được nửa năm, Thủ trưởng Lý Minh Quốc đã tới nước EFTA một chuyến, còn lấy danh nghĩa ám dạ Tiểu Hùng để thu nạp Nhạc Đình Phong. Ông ta đã nhìn chúng thế lực quân sự sau lưng Nhạc Đình Phong. Nguyện lấy lời thề cùng nhau nắm lấy thiên hạ với Nhạc Đình Phong làm mồi để mời anh ta gia nhập. Kế hoạch khi Tổng thống đến nước EFTA vào tháng 9 này lại do Nhạc Đình Phong xử lý. Nhạc Đình Phong cũng không ngốc, đương nhiên biết Lý Minh Quốc lập kế hoạch lâu như vậy rồi, hẳn sớm đã chuẩn bị phương án dự phòng, một khi Nhạc Đình Phong hoàn thành chính là công lớn. Một khi phản bội thì chắc chắn cũng có chuẩn bị kế hoạch dự phòng, vẫn sẽ có người ra tay với Tổng thống, cho nên nếu như người của Nhạc Đình Phong không ra tay thì cũng sẽ có người khác làm, còn Nhạc Đình Phong thì bị lộ chân tướng, đến lúc đó, Lý Minh Quốc sẽ giải quyết tất cả bọn họ cùng một lúc. Tổng thống bị ám sát ở nước EFTA sẽ khơi lên chiến sự giữa hai nước, 1/3 binh quyền của nước Gen Z sẽ nằm trong tay Lý Minh Quốc, đến lúc đó, ông ta sẽ khơi mào chiến tranh, nhân cơ hội thu lợi, cướp lấy vị trí Tổng thống. Hiện giờ, Nhạc Đình Phong vẫn chưa nói chuyện này cho Lục Lãnh Minh biết, bởi vì từng hành động cử chỉ của anh ta ở nước EFTA đều bị giám thị. Để Lý Minh Quốc yên lòng, Nhạc Đình Phong đã đồng ý chuyện này. Được. Em sẽ đặt chuông báo thức cẩn thận, chắc chắn em sẽ không quên đi đón máy bay của anh đâu. Còn nữa, em nói với Lục Lãnh Minh một tiếng là đừng xóa cái ảnh chụp mà anh thích đấy, bảo cậu ta rửa ảnh rồi giữ lại, chờ anh về để trả cho anh. Ảnh chụp gì thế? Em cứ nói vậy là Lục Lãnh Minh sẽ biết. À, Cao Yến Linh nghe mà cái hiểu cái không. Sau khi cúp điện thoại, Cao Yến Linh gửi một tin nhắn cho Lục Lãnh Minh, Nhạc Đình Phong vừa mới gọi điện thoại cho em, bảo là anh đừng xóa bức ảnh mà anh ấy thích, anh đem đi rửa cho anh ấy, tháng 9 anh ấy về nước thì đưa. Gửi tin nhắn xong, Cao Yến Linh để điện thoại lại trên tủ đầu giường rồi lại bắt đầu hạnh phúc chậm rãi ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón tay áp út. Ngày hôm qua cô còn tưởng chỉ là nhẫn đạo cụ của đoàn làm phim, vừa nhìn thấy nó đã cực kỳ thích, không ngờ Lục Lãnh Minh lại chuẩn bị riêng cho cô. Kim cương màu tím, trái tim nhỏ nằm trong trái tim lớn. Đằng sau trái tim lớn có khắc tên Lục Lãnh Minh, trái tim nhỏ lại khắc tên Cao Yến Linh, giống như trái tim của Lục Lãnh Minh đang bảo vệ trái tim của cô vậy, tâm đầu ý hợp. Cao Yến Linh nở nụ cười hạnh phúc. Lục Lãnh Minh vừa tới công ty thì bỗng nhận được tin nhắn của Cao Yến Linh. Lục Lãnh Minh thực sự không nhớ ra bức ảnh mà Nhạc Đình Phong không muốn anh xóa rốt cuộc là bức ảnh nào. Nhưng Lục Lãnh Minh biết những lời này của Nhạc Đình Phong nhất định là có hàm ý gì đó, chỉ là không có cách nào nói rõ được thôi. Bởi vì hai người họ ở nước EFTA chưa từng chụp một tấm hình nào thì làm gì có tấm mà anh ta thích nhất được. Lục Lãnh Minh nghĩ ngợi cả một buổi sáng, rồi chợt nhớ tới chiếc điện thoại di động mà anh bị mất hồi năm ngoái. Trong đó có ảnh chụp ám dạ Tiểu Hùng, chỉ có ảnh đó là anh đã cho Nhạc Đình Phong xem. Nhạc Đình Phong nhớ kỹ bức ảnh ấy. Tháng 9 trở về đòi ảnh. Nói cách khác, tháng 9 tới, ám dạ Tiểu Hùng sẽ thực sự hành động sao? Lục Lãnh Minh lại nghĩ tới đoạn ghi âm trong con ám dạ Tiểu Hùng mà Cao Yến Linh nhặt được. Bởi vì đoạn ghi âm lần trước mà Lục Lãnh Minh đã liên lạc với Tổng thống. Trong kế hoạch của Tổng thống, tháng 9 này ngoại trừ đầu tháng sẽ đi tới nước EFTA, cuối tháng tới nước Gai La Gia thì thời gian còn lại đều ở trong nước, chỉ có vài chuyện lặt vặt như diễn thuyết về đề án dưỡng lão để khởi động chính sách quốc gia, mở rộng thành phố nào đó, cùng với bàn luận nghiêm túc về vấn đề giáo dục. Ngoài ra, không còn gì khác. Lục Lãnh Minh đoán rằng nếu ám dạ Tiểu Hùng thực sự muốn ra tay thì chỉ có đầu hoặc cuối tháng 9, bởi vì chỉ có lúc ấy mới là thời cơ tốt nhất. Lục Lãnh Minh lập tức gọi điện thoại cho Tổng thống để tăng phòng bị. Đến chiều, Cao Yến Linh lại quay trở lại đoàn làm phim. Vẫn là cảnh quay ảnh đế là cầu hôn của ngày hôm qua, chỉ là địa điểm đổi thành khu vực quay phim chính. Từ sự kiện hôm qua, giờ không ai không biết Cao Yến Linh chính là vợ của Lục Lãnh Minh. Mọi người trong đoàn làm phim đều không dám tin, những người bình thường đối xử không tốt với Cao Yến Linh,
hoặc là có quan hệ không tồi với Cao Yến Linh đều ngồi với nhau mà tám chuyện những lúc rảnh rỗi. Dù thế nào thì họ cũng không thể tin nổi vợ của Lục Lãnh Minh lại là một diễn viên hạng hai. Khó trách dạo gần đây, đồ ăn của họ chất lượng và đa dạng đến vậy, hóa ra là đều được thơm lây từ Cao Yến Linh. Nói ra sao đi nữa thì Cao Yến Linh cũng là một diễn viên hạng hai mà vẫn có trợ lý đặc biệt, té ra là do người ta căn bản không muốn hot. Bằng không, với việc có người đứng sau là Lục Lãnh Minh, muốn nổi tiếng cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Trịnh Tuyết bội khiêm nhường một thời gian dài như vậy, hôm qua Lục Lãnh Minh lại trịnh trọng xin lỗi trước bao người càng làm cô ta sợ Lục Lãnh Minh biết chuyện đồn thổi năm ngoái mà bắt cô ta phải chịu trách nhiệm. Cho nên Trịnh Tuyết bội trở nên biết điều không ít, nịnh bợ lấy lòng Cao Yến Linh các kiểu. Cảnh quay ảnh đế là cầu hôn Cao Yến Linh kết thúc mà một nụ hôn cũng không có, kịch bản này đã bị Lục Lãnh Minh sửa lại vì hai chữ, tinh khiết, còn tinh khiết hơn cả nước khoáng. Cao Yến Linh vừa quay xong cảnh này liền trở lại chỗ dù che nắng ngồi xuống, Tiểu Tường còn chưa kịp chuẩn bị đồ uống giải khát, thì Trịnh Tuyết bội đã cầm một cái quạt to bước tới để quạt mát cho Cao Yến Linh, còn nhỏ nhẹ nịnh nọt, chị Yến Linh đoạn vừa rồi chị diễn hay quá, em xem mà cũng mê mẩn, trông chị và ảnh đế Lạc giống như đang yêu thật vậy. Cao Yến Linh lười biếng liếc Trịnh Tuyết bội một cái, không buồn để ý đến cô ta, chỉ bưng cốc nước trái cây ướp lạnh từ tay Tiểu Tường đang đứng bên cạnh, rồi dùng sức hút ống hút một cái. Lúc này điện thoại của Cao Yến Linh chợt vang lên, chị Tú Cầu bên cạnh vội vàng đưa điện thoại vào tay cô. Cao Yến Linh thấy người gọi tới là Cao Chính Đức thì mới nhớ ra, hình như cô đã quên mất một chuyện quan trọng. Nhạc Đình Phong đã nói với cô là đêm nay Hắc Giao Long sẽ tới thành phố Sương Mai và trực tiếp dọn vào nhà Cao Chính Đức. Cao Yến Linh thả lỏng người, ngước mắt lên nhìn bầu trời sáng rọi mà thở dài một hơi, cũng may bây giờ vẫn còn là buổi chiều, vẫn kịp. Nghĩ vậy, Cao Yến Linh nghe điện thoại, lại nghe thấy Cao Chính Đức gào thét ở bên kia điện thoại. Cao Yến Linh, con nói rõ ràng cho cha biết tên kia là ai. Nghe vậy, khóe miệng Cao Yến Linh co giật một cái. Không phải buổi tối mới đến hay sao? Sao giờ đã đến rồi? Ngẫm lại, Cao Yến Linh mới chợt nhận ra là lệch múi giờ, nhầm giờ rồi, bây giờ ở nước ép ta đã là nửa đêm rồi. Té ra là Nhạc Đình Phong nói dựa trên thời gian ở nước ép ta. Không đợi Cao Yến Linh mở miệng, Cao Chính Đức đã sắp tức điên rồi, nóng nảy tới mức sắp bật khóc. Sao lại có người ở đâu ra lại nhận cha bậy bạ thế? Từ lúc nào mà cha lại có một thằng con trai lớn như thế hả? Làm cha và dì Xuân Hạ của con cãi nhau, con bảo cha phải làm thế nào đây? Nó bảo cha cứ hỏi con là rõ, con có thể chứng minh nó là con cha. Yến Linh, con là con gái riêng của cha, chúng ta có chứng nhận DNA. Tại sao con lại cho cha thêm một đứa con trai riêng nữa chứ? Cứ coi như là anh trai của con thì tuổi này cũng không đúng. Con giải thích rõ ràng ngay cho cha. Cao Yến Linh thực sự hết chỗ nói rồi, đứng lên đi tới góc không người rồi lạnh nhạt giải thích. Cha, tạm thời cha hãy giúp đỡ, cho anh ta một thân phận đi, cứ coi như đó là con riêng, nuôi anh ta một thời gian. Tôi cam đoan là chỉ lời chứ không lỗ. Nghĩa là sao? Nghe thấy mấy chữ chỉ lời không lỗ này, cái thói xấu vừa thấy tiền là sáng cả mắt của Cao Chính Đức lại tái phát, ông ta hồi hộp, hai mắt sáng lên. Cha nghe thật kỹ này, đây là cơ mật quốc gia, cha không được nói ra đâu biết chưa? Cao Yến Linh cố tình dùng giọng nói cực kỳ nghiêm túc để khuếch đại sự việc lên, bằng không lấy bản tính keo kiệt của Cao Chính Đức thì làm sao ông ta có thể chịu bỏ tiền nuôi thêm một người chứ? Con nói đi, cha nghe dây. Trước hết, cha cứ tìm một chỗ không người đi đã. Cao Yến Linh giả vờ thần bí. Trong phòng chỉ có một mình cha thôi. Anh ta là vương tử nước ép ta, có huyết thống hoàng gia cao quý, trong tương lai không xa sẽ là tổng thống nước ép ta, bởi vì có việc cơ mật nên mới tới nước Gen Z. Tổng thống đã sắp xếp để anh ta lấy thân phận làm con trai cha rồi ở tạm nhà chúng ta một thời gian ngắn, thân phận thật sự của anh ta không thể bị phơi bày, cha đã hiểu chưa? Nghe vậy, hai mắt Cao Chính Đức liền lấp lánh hình hai đồng tiền. Đây là vinh dự tới nhường nào chứ, tổng thống nước ép ta tương lai muốn làm con của ông ta. Về sau ông ta mà nói ra cho mọi người biết thì vinh dự biết mấy. Nghĩ vậy, Cao Chính Đức lập tức khẩn trương hỏi, vậy bây giờ cha phải làm gì? Có cần dâng đồ cúng cho anh ta trước hay không? Ông coi Hắc Giao Long là Bồ Tát à? Còn dùng đồ cúng nữa? Cao Yến Linh đúng là cạn lời. Trước hết,
cha cứ chuyển hộ khẩu của anh ta vào hộ khẩu nhà chúng ta đã, để anh ta nhanh chóng trở thành con của cha. Cha cẩn thận con vịt đã luộc chín rồi còn bay đi mất đấy. Nếu Cao Chính Đức biết bây giờ Hắc Giao Long chỉ là một dân thường, thì không biết ông ta có công đến đây chém cô không nhỉ? Được rồi, cha sẽ đi ngay bây giờ đây. Cúp điện thoại, Cao Chính Đức tức tốc đi làm ngay. Cao Yến Linh lại khá lo lắng, với tính cách của Hắc Giao Long như vậy, chỉ mong anh ta đừng phá tung nhà cô là được, đúng là cái gì càng lo thì càng dễ tới. Khi Cao Yến Linh kết thúc cảnh quay vào xế chiều ngày hôm nay, Lục Lãnh Minh cũng vừa tự mình lái xe tới trường quay đón cô đi làm về. Anh tới không khác gì hoàng đế đi vi hành, xem xét dân tình vậy. Đạo diễn cùi người chào Lục Lãnh Minh rồi tự mình dẫn Lục Lãnh Minh dạo một vòng quanh trường quay. Ông còn thông báo cho Lục Lãnh Minh về quá trình quay hôm nay, cùng với phòng thay đồ riêng đặc biệt chỉ dành cho Cao Yến Linh, đồ trang điểm cũng được chuẩn bị tốt nhất dựa theo yêu cầu của công ty. Chỉ cần Cao Yến Linh mệt mỏi thì bọn họ sẽ nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục quay. Nói chung toàn bộ đoàn làm phim đều xoay quanh Cao Yến Linh. Đạo diễn phục vụ chu đáo làm Lục Lãnh Minh tỏ vẻ rất hài lòng. Cao Yến Linh cũng thật sự cạn lời, hành động của Lục Lãnh Minh khiến thân phận của cô bị lộ, khiến bọn họ đều coi cô như hoàng hậu mà hầu hạ. Đây đâu phải là di quay phim chứ, rõ ràng là Lục Lãnh Minh vung tiền thuê một đám người tới chơi đùa với cô thì đúng hơn. Cao Yến Linh muốn quay thế nào thì đều được quay thế ấy. Cao Yến Linh ngồi ở trong xe, nói với vẻ không vui, lần sau anh đừng đến trường quay nữa. Lục Lãnh Minh cười nhẽ liếc nhìn Cao Yến Linh qua gương chiếu hậu, em chê anh à. Cao Yến Linh chu miệng, sốt ruột ngồi thẳng người lên giải thích, anh cứ đến thì người ta làm việc kiểu gì. Tất cả mọi người cứ vây quanh anh, lúc anh không ở đó, mọi người vốn đã niềm nở nịnh nọt em rồi, anh lại còn đến tận nơi nữa, rốt cuộc bộ phim này là để chơi hay là để kiếm tiền đây? Bộ phim đó vốn là để cho em chơi đùa mà. Lục Lãnh Minh có vẻ không đồng tình. Nhưng mà em cũng muốn làm việc thật tốt, lúc trước còn yên lành, bây giờ thì người khác cứ coi em chỉ là con búp bê sứ. Người ngoài hành tinh trước mặt thì ai cũng khách khí với em, sau lưng thì lại chỉ trỏ em, cứ như là thiếu Lục Lãnh Minh anh thì Cao Yến Linh này sẽ chết đói ý. Lục Lãnh Minh khó xử, nhìn Cao Yến Linh. Lúc này thì Cao Yến Linh có điện thoại vang lên, là Cao Chính Đức gọi tới, Yến Linh à. Con qua nhà mà xem, tên Hắc Giao Long này đang làm loạn lên đây này. Có chuyện gì vậy? Yến Linh hỏi. Cha đặt tên cho hắn mà hắn không chịu còn làm loạn nhà lên, ở đâu cái thói kiêu ngạo không coi ai ra gì thế hả? Cao Yến Linh biết là sẽ xảy ra chuyện nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Hắc Giao Long đã quen được luôn chiều từ bé, lúc này là lúc nào rồi mà còn so đo cái tên chứ, không hiểu đạo lý đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu sao? Kiêu ngạo đến thế cơ à? Bất đắc dĩ, Cao Yến Linh lạnh nhạt nói. Con biết rồi. Lát nữa, con sẽ tới. Cúp điện thoại, Cao Yến Linh quay sang nhìn Lục Lãnh Minh, Hắc Giao Long gây náo loạn rồi. Lục Lãnh Minh biết việc Hắc Giao Long về nước, chỉ là không nghĩ tới Nhạc Đỉnh Phong lại chỉ cho Hắc Giao Long cách này để anh ta ở lại nước Gen Z. Chỉ sợ là Nhạc Đỉnh Phong cố ý muốn Hắc Giao Long nếm chút khổ cực đây. Tuy Hắc Giao Long nghĩa khí, hào sảng, nhưng tính tình lại bá đạo đến mức vô pháp vô thiên, muốn thế nào thì phải như thế đó, từ trước đến giờ, anh ta không bao giờ phân rõ phải trải cả, đúng là nên để anh ta phải nếm trải một chút khổ cực mới được. Lục Lãnh Minh quay đầu xe lại, lái về phía Trung Hoàn. Vừa mới cúp điện thoại của Cao Chính Đức được mấy phút, điện thoại di động của Cao Yến Linh lại vang lên. Số gọi đến là số máy lạ. Cao Yến Linh vừa mới nhận điện thoại thì nghe thấy tiếng gào rú của Hắc Giao Long lập tức vang lên từ đầu dây bên kia. Cao Yến Linh, rốt cuộc cô có phải là vợ của Lục Lãnh Minh không đấy? Nhà các người chỉ nhỏ xíu bằng một góc như thế thôi à? Nghèo nàn thế này thì bản vương tử ở thế nào đây hả? Còn có thằng anh biến thái của cô nữa, tại sao cứ nhìn tôi đắm đuối là thế nào? Cha cô thì nhìn tôi chòng chọc như đang nhìn một đống tiền biết đi ấy. Cả một nhà các cô đều là quái vật, rốt cuộc là cái thể loại gì thế? Cao Yến Linh cầm điện thoại ra xa một chút, suýt nữa bị tiếng thét của Hắc Giao Long chọc thủng màng nhĩ. Cao Yến Linh tức giận nhắc nhở, anh đã không còn là vương tử nữa rồi, có chỗ để ở thì đừng chê này chê nọ, hễ rảnh cái là lại nổi khùng lên, không bằng ngẫm lại ngày tháng sau này phải sống thế nào đi. Bây giờ anh nghèo đến mức không nuôi nổi cả Nhạc Yên Nhu rồi kìa, đại vương tử của tôi ơi.
đừng nghĩ người ta là thể loại gì, anh hãy soi lại bản thân mình trước đã. Bản vương tử là người của hoàng thất cao quý, còn hung hăng nữa thì cứ ném anh ta về đi. Lục Lãnh Minh lạnh lùng nhắc nhở. Chẹp chẹp chẹp, vậy thì vị vương tử cao quý định lấy cái gì để nuôi vợ anh thế? Nhắc tới Nhạc Yên Nhu, cơn tức giận của Hắc Giao Long lập tức xẹp lại như quả bóng vậy, cộng thêm lại nghe được câu nói đầy uy hiếp của Lục Lãnh Minh, thái độ của anh ta tốt lên hẳn. Tôi muốn gặp Nhạc Yên Nhu. Anh mà ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ để Nhạc Yên Nhu tới thăm anh. Đừng nói cho Nhạc Yên Nhu biết tình cảnh bây giờ của tôi. Cao Yến Linh im lặng vài giây, có vẻ như Hắc Giao Long cũng có chút lương tâm đấy nhỉ, cũng chỉ có Nhạc Yên Nhu mới có thể làm anh ta để ý đến vậy. Tôi biết rồi. Đến nhà họ Cao, vừa vào nhà, Cao Yến Linh còn tưởng đi nhầm vào ổ chó. Trên mặt đất bừa bộn đầy gối, dép, giày, ấm nước, cả sàn phòng khách đều là rác rưởi. Cô thấy Cao Chính Đức, Thu Xuân Hạ và Cao Chính Hải đang đứng hết trong phòng khách. Hắc Giao Long chỉ vào mũi Cao Chính Hải chửi ầm lên, anh còn dùng cặp mắt đắm đuối kia nhìn tôi là tôi sẽ móc mắt anh ra đấy. Cao Chính Hải không hề sợ hãi, cười hì hì với Hắc Giao Long mà nói, anh trai, về sau anh là anh cả của nhà họ Cao chúng ta, có chuyện gì thì xin anh cứ việc sai bảo em nhé. Cao Chính Đức thấy ngoài cửa có tiếng động, quay đầu lại thì thấy Lục Lãnh Minh và Cao Yến Linh đến, ông ta bèn bước lên nghênh đón. Cao Chính Đức tìm dép cho Cao Yến Linh trên kệ giày, một lúc lâu sau mới tìm được. Rồi ông ta lại lấy một đôi dép mới cho Lục Lãnh Minh, anh thỉnh thoảng hay tới nhà nên Cao Chính Đức đã sớm chuẩn bị riêng dép cho anh. Hai người đổi dép và vào nhà. Cao Chính Đức mới bảo người giúp việc khẩn trương dọn dẹp lại căn phòng. Hắc Giao Long vừa mới hoành hành ngang ngược, thấy Lục Lãnh Minh tới thì đã kiềm chế lại, một chút khinh bỉ liếc Lục Lãnh Minh một cái, rồi ngồi xuống ghế sofa. Cao Yến Linh và Lục Mãnh Minh cùng đi tới sofa trong phòng khách, Cao Chính Đức lập tức đem trà thượng hạng của mình ra pha. Cao Chính Đức nghĩ có lẽ Lục Lãnh Minh muốn trò chuyện với vương tử nên bảo Cao Chính Hải lên tầng ngay, cũng bảo Thu Xuân Hạ cùng làm cơm với người giúp việc để không quấy rầy bọn họ. Trong phòng khách giờ chỉ còn 3 người. Hắc Giao Long vừa mở miệng liền chất vấn Cao Yến Linh, cô giấu Nhạc Yên Nhu đi đâu rồi? Điện thoại của cô ấy không gọi được. Cao Yến Linh lạnh lùng lườm anh ta một cái. Nếu không tại anh ta thì Lục Lãnh Minh, Nhạc Đình Phong và cả Nhạc Yên Nhu có phải chịu nhiều phiền toái như vậy không? Hiện tại điện thoại của Nhạc Yên Nhu không gọi được chắc 8 phần 10 là đã tự chuốc say mình và ngủ như chết rồi, nên mới không có ai nghe máy. Anh muốn gặp được Nhạc Yên Nhu thì trước hết hãy chỉnh đốn lại bản thân đi đã rồi hẵng tìm cô ấy, bộ dạng của anh thế này thì sau này sống thế nào được? Lục Lãnh Minh lười nhác mở miệng, lạnh nhạt nhắc nhở chỉ vài câu của Lục Lãnh Minh đã làm Hắc Giao Long xấu hổ rũ mắt xuống. Nghe vậy, Cao Yến Linh hỏi Hắc Giao Long, bây giờ trên người anh còn có bao nhiêu tài sản? Hắc Giao Long hờ hững liếc vali bên cạnh ghế sofa một cái vali không to, Cao Yến Linh đứng dậy, đến gần nó rồi xách lên nhẹ bẫng giống như không có đồ đặc gì vậy. Trong này có cái gì? Hai bộ quần áo của tôi. Hắc Giao Long lạnh nhạt đáp. Khóe miệng Cao Yến Linh giật giật, anh không mang theo chút đồ vật nào đáng tiền à? Khó khăn lắm tôi mới rời khỏi nước được, có thể mang theo thứ gì chứ? Hắc Giao Long giận dữ gầm nhẹ. Anh chỉ muốn đi khỏi đó, chứ không muốn sống qua ngày sao? Quả thực Hắc Giao Long không hề nghĩ gì cả, chỉ nghĩ mình xa Nhạc Yên Nhu suốt một năm nên nhất định phải trở lại gặp cô ấy, chứ đâu có suy nghĩ được nhiều như vậy. Nhìn biểu cảm của anh ta, Cao Yến Linh thực sự hết chỗ nói rồi. Cô hỏi, bây giờ trên người anh không có đồng nào? Hắc Giao Long đỏ mặt, cũng không phải. Nói xong, Hắc Giao Long móc cái ví ra hàng hiệu của mình từ trong túi quần ra, rút hai tờ còn lại duy nhất. 200 vạn. Cao Yến Linh im lặng nhìn sang Lục Lãnh Minh. Lục Lãnh Minh biết Cao Yến Linh muốn anh giúp Hắc Giao Long, nhưng có cái gọi là giúp cũng không giúp được mãi, tóm lại Hắc Giao Long vẫn phải dựa vào chính mình. Lục Lãnh Minh lạnh nhạt rút ra một tập séc từ trong túi quần, ký tên rồi xé ra đặt xuống mặt bàn, sau đó lại lấy một tấm danh thiếp ra và lạnh nhạt nói, một tờ séc không có số tiền, tùy anh viết thế nào cũng được. Nếu anh nhận lấy nó thì về sau bất kể có chuyện gì cũng đừng tới tìm chúng tôi. Còn kia là danh thiếp của ông chủ Kim Bích Huy Hoàng, anh có thể liên hệ với ông ta để tìm việc, một trong hai lựa chọn, anh hãy tự xem xét đi. Có cái gọi là quân tử không chịu của ăn xin, huống chi Hắc Giao Long còn là vương tử của một quốc gia. Giọng nói của Lục Lãnh Minh chứa vài phần sỉ nhục,
lấy tiền thì vĩnh viễn đừng tới tìm bọn họ nữa. Hắc Giao Long này vốn là vương tử một quốc gia, đã bao giờ phải chịu nhục nhã đến thế này đâu. Lẽ nào anh ta bị tước đoạt quyền lợi và tiền tài rồi nên không thể tự nuôi sống bản thân hay sao? Hắc Giao Long tức giận đến mức nắm chặt bàn tay lại, hung hăng đập tấm séc một cái, kéo lê tấm séc trên mặt bàn đến trước mặt rồi không hề nể tình mà xé rách Hắc Giao Long này dù vô dụng cũng sẽ không nhận của bố thí của Lục Lãnh Minh anh đâu. Khóe miệng của Lục Lãnh Minh hơi nhếch lên, giống như đã sớm đoán được Hắc Giao Long sẽ làm vậy. Hy vọng vương tử Hắc Giao Long nói được thì làm được. Dứt lời, Lục Lãnh Minh đứng lên đi tới bên Cao Yến Linh, vòng tay qua eo cô tỏ vẻ định đi khỏi đây. Được rồi. Bây giờ Nhạc Yên Nhu đang quản lý Kim Sắc Niên Hoa, tuy ông chủ của Kim Sắc Niên Hoa là Nhạc Đỉnh Phong nhưng hiện tại thu nhập một tháng của cô ấy cũng chừng 10 vạn. Nếu như anh muốn gặp lại cô ấy thì có thể mua bó hoa ở ngoài khu, đi qua nói xin lỗi vì đã mất tích suốt một năm nay. Vừa khéo tiền của anh đủ để mua một bó hoa đấy, nhưng mà nếu đã mua hoa thì phải tự đi bộ đến đó. Khóe miệng Cao Yến Linh giật giật một cái, miệng lưỡi của Lục Lãnh Minh có cần phải chanh chua như thế không? Rõ ràng là anh đang có ý đả kích, khiêu khích Hắc Giao Long, nói cho anh ta biết rằng, bây giờ anh là người nghèo, hơn nữa còn là nghèo bền vững. Hắc Giao Long tức đến xù lông, nhưng lại không thể đáp trả Lục Lãnh Minh. Điều Lục Lãnh Minh nói là sự thật, lúc này, anh ta căn bản không có mặt mũi nào đi tìm Nhạc Yên Nhu, cũng chỉ có thể nhìn Lục Lãnh Minh ôm eo Cao Yến Linh đi mất. Cao Chính Đức không biết Lục Lãnh Minh và Hắc Giao Long đàm luận cái gì. Lục Lãnh Minh vừa tới một lúc đã đi, cũng không ở lại ăn cơm. Nhưng Lục Lãnh Minh vừa đi, Hắc Giao Long đã trở nên biết điều hơn, còn mở miệng gọi Cao Chính Đức là cha. Tuy Hắc Giao Long có hơi ngượng ngùng, tỏ vẻ rất mất mặt, nhưng Cao Chính Đức vẫn coi anh ta như người một nhà, còn kéo Hắc Giao Long đến bàn ăn. Cao Yến Linh ngồi trong xe Lục Lãnh Minh. Lục Lãnh Minh vừa lạnh nhạt lái xe vừa hỏi Cao Yến Linh, đêm nay chúng ta ăn ở bên ngoài nhé. Cao Yến Linh còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Cô hỏi, vì sao anh lại nói với Hắc Giao Long như vậy? Anh biết rõ là anh ta rất quan tâm tới Nhạc Yên Nhu, mà lại so sánh thu nhập của Nhạc Yên Nhu với anh ta, còn lôi chuyện ngay cả bó hoa cũng không mua nổi ra để sỉ nhục anh ta. Anh ta sẽ càng không dám đi gặp Nhạc Yên Nhu. Lục Lãnh Minh vươn tay xoa xoa đầu Cao Yến Linh. Đừng lo. Anh làm như vậy chỉ là đang nhắc nhở anh ta đã không còn là vương tử nữa. Nếu như anh ta không thể bỏ sự ngạo mạn và cái danh vương tử vì Nhạc Yên Nhu thì dù có đi gặp Nhạc Yên Nhu, anh ta cũng chỉ làm tổn thương chị ấy mà thôi. Vậy cuộc sống sau này của anh ta phải làm sao bây giờ? Khóe miệng Lục Lãnh Minh khẽ nhếch lên, anh ta sẽ tới Kim Bích Huy Hoàng làm việc. Cao Yến Linh xấu hổ, sao anh lại nói chỗ đó với anh ta làm gì, nơi đó ngoại trừ đi khách thì còn có thể làm gì nữa? Lục Lãnh Minh liếc Cao Yến Linh một cái. Trong đầu em đang suy nghĩ cái gì thế? Đàn ông ở chỗ đó chỉ có thể đi khách hay sao? Vậy anh nói xem anh ta có thể làm cái gì đi, sao anh không để anh ta tới công ty của anh? Em cảm thấy Hắc Giao Long là kiểu người a dua nịnh hót à? Anh ta đến công ty anh thì làm được cái gì? Tuy bằng cấp của anh ta cao nhưng cho tới bây giờ vẫn không có một chút kinh nghiệm làm việc nào, năng lực lãnh đạo quân sự của anh ta tốt, nhưng nhân viên trong công ty cũng không phải là quân nhân. Không hợp với kiểu quản lý đó, có khi người ta còn kiện anh ta ra tòa ấy chứ. Nghĩ lại, Cao Yến Linh thấy cũng đúng, không thể làm quản lý, vậy anh ta tới Kim Bích Huy Hoàng có thể làm cái gì? Lục Lãnh Minh cười nhạt, ngoại trừ khả năng quản lý quân sự là cực đỉnh, Hắc Giao Long cũng có rất nhiều nghiên cứu về rượu, loại rượu nào anh ta cũng có thể nếm ra nó thuộc năm nào, còn biết được thành phần sản xuất dễ như trở bàn tay. Kiểu câu lạc bộ cao cấp như Kim Bích Huy Hoàng chỉ thiếu chuyên gia về rượu như vậy thôi. Hàng ngày cho anh ta đi uống rượu, thu nhập cũng không thấp, chỉ cần anh ta không phung phí linh tinh thì cũng đủ nuôi gia đình rồi. Với cái tính xấu của anh ta thì cũng chỉ hợp kiểu công việc này thôi. Đúng thế thật. Cao Yến Linh rất khó có thể tưởng tượng ra cảnh Hắc Giao Long đi làm, nếu như ông chủ người ta mà nói anh ta hai câu thì không biết anh ta có rút súng ra chĩa vào gáy người ta hay không nữa. Vẫn là Lục Lãnh Minh suy nghĩ thấu đáo hơn cô. Lục Lãnh Minh lái xe đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Không ngờ rằng lại chạm mặt Lý Ngọc Đường và thủ trưởng Lý cũng đang ở đây ăn. Xe của Lục Lãnh Minh dừng lại, anh vừa mới xuống xe đóng cửa lại thì nhìn thấy thủ trưởng Lý và Lý Ngọc Đường đang đứng ở cửa định đi vào.
Lý Ngọc Đường khoa cánh tay của Lý Minh Quốc, phía sau còn có một gã đàn ông trung niên mặc Âu phục. Lục Lãnh Minh và Cao Yến Linh đều từng gặp gã đàn ông trung niên này, chính là ở bữa tiệc năm ngoái. Khi đó Lục Lãnh Minh bị người ta dùng thuốc chuốc mê, sau khi chế ngự được đối phương thì lúc đó có một gã đàn ông trung niên đi vào nhà vệ sinh, Lục Lãnh Minh cầu cứu ông ta những kết quả là chìm vào hôn mê. Chính là gã đàn ông này. Thân hình ông ta nhìn qua có hơi quen mắt, nhưng gương mặt lại vô cùng xa lạ. Khi Cao Yến Linh nhìn thấy hai cha con bọn họ, cô ta hơi khựng lại, đang định mở miệng bảo Lục Lãnh Minh đi chỗ khác thì Lý Minh Quốc đã quay đầu lại và phát hiện ra bọn họ. Ông ta cười ha hả chủ động đến gần để chào hỏi hai người họ. Lục Lãnh Minh đây à? Các cháu cũng tới dùng cơm à? Chú Lý. Lục Lãnh Minh chỉ chào lại bằng một tiếng đơn giản lại đây. Khéo quá. Chú Lý hiếm khi được ăn một bữa với cháu đấy, chúng ta hãy thuê cùng một phòng, tiết kiệm hai chỗ ngồi cho người ta nhé. Lý Minh Quốc cười ha hả, khuôn mặt hiền lành. Chỉ có Lục Lãnh Minh hiểu rõ ông ta chỉ là một kẻ giả nhân giả nghĩa. Lục Lãnh Minh đồng ý một cách thờ ơ, vâng, nói xong, anh ôm ngang hông Cao Yến Linh cùng đi vào. Lý Ngọc Đường vừa nhìn thấy Cao Yến Linh thì lập tức hung ác trợn mắt nhìn cô. Cao Yến Linh vốn chẳng buồn để ý gì tới Lý Ngọc Đường, cô ta khiêu khích như vậy, cô cũng chỉ nhướng mày, không có phản ứng gì khác, chỉ bước theo Lục Lãnh Minh vào phòng. Khi Lục Lãnh Minh và Cao Yến Linh ngồi xuống, bên ngoài cửa phòng liền có vệ sĩ canh chừng. Lý Minh Quốc tùy ý gọi vài món ăn rồi đưa thực đơn cho Lục Lãnh Minh, đồng thời hỏi, một năm không gặp, trông cháu thành thục chững chạc hơn trước đấy. Nếu chú có con trai thì tốt quá, về sau có thể nối gót chú rồi. Lục Lãnh Minh thờ ơ nhìn thực đơn, nhìn từng bức ảnh chụp món ăn trông ngon đến mức có thể khiến người ta chảy nước miếng, anh lạnh nhạt mở miệng, con trai có cái gì tốt. Con gái chi kỳ hơn con trai nhiều, bảo làm cái gì là làm cái đó. Ẩn ý trong giọng nói của Lục Lãnh Minh như có như không. Nghe thấy Lục Lãnh Minh nói vậy, Cao Yến Linh hỏi Lý Ngọc Đường một câu, Lý Ngọc Đường, không phải là cô đã đoạn tuyệt quan hệ với cha cô hay sao? Sao còn cùng đi ra ngoài ăn cơm thế? Thủ trưởng Lý thờ ơ cười ha hả, người một nhà sao có thể thật sự đoạn tuyệt quan hệ chứ? Đứa trẻ nào cũng dễ mắc sai lầm, làm phụ huynh cũng có lúc nổi nóng lỡ lời. Lý Ngọc Đường đúng là thường xuyên không nghe lời chú, nhưng vẫn là con gái ruột của chú. Đúng vậy, cha nào con nấy. Cao Yến Linh nói thầm trong lòng. Một năm không gặp chú Lý, dạo gần đây, chú có bận rộn gì không? Lục Lãnh Minh vừa nhìn thực đơn vừa lạnh nhạt hỏi. Chú còn có thể bận rộn cái gì chứ, chỉ làm trợ thủ cho cha cháu thôi. Nghe vậy, đôi mắt thâm thúy của Lục Lãnh Minh ngước lên nhìn Lý Minh Quốc, rồi lại liếc sang Lý Ngọc Đường. Nghe nói Lý Ngọc Đường sắp kết hôn. Lý Minh Quốc cười ha hà đáp lại, là Nhạc Đỉnh Phong nói với cháu sao? Đúng vậy, thằng bé kia trông cũng được, năng lực làm việc cũng tốt, giao Lý Ngọc Đường cho nó, chủ hài lòng 100% đấy. Đúng vậy, sau lưng người ta còn có một đội quân, có đoàn đội nghiên cứu súng ống đạn giỏi nhất nước Tân La, vũ khí đế quốc, một người sở hữu quân đội thì cũng sở hữu ít nhiều khoảng 1/3 quốc gia. Ở nước Tân La anh ta cũng là người ngồi ngang hàng với Tổng thống, làm con rể của chú Lý thì chú còn có gì không yên lòng chứ? Nghe vậy, Lý Minh Quốc có vẻ xấu hổ, chú. Chú cũng đâu biết mấy thứ đó, thằng bé Nhạc Đỉnh Phong này. Thì ra, chú Lý cũng đừng thừa nước đục thả câu đấy nhé. Sau khi thân phận của Nhạc Đỉnh Phong bị lộ thì chú là người đầu tiên điều tra bối cảnh phía sau anh ta đấy. Lục Lãnh Minh vẫn nhớ lúc đó Nhạc Đỉnh Phong đang bị mù. Khi anh ta đàm phán với Tổng thống, Lý Minh Quốc đã cực kỳ coi thường Nhạc Đỉnh Phong, còn kêu gào quát nạt anh ta nữa. Sau khi biết được thân phận của Nhạc Đỉnh Phong thì ông ta lại nghĩ đủ mọi biện pháp để nịnh bợ, cho rằng Nhạc Đỉnh Phong và ông ta giống nhau. Vì tiền và địa vị mà không từ thủ đoạn, nhưng lại quên mất Nhạc Đỉnh Phong là người của nhà họ Lục. Mặc dù đời trước có chút ân oán, nhưng dù sao mẹ của Nhạc Đỉnh Phong và mẹ của Lục Lãnh Minh cũng là chị em sinh đôi ruột thịt. Lục Lãnh Minh và Nhạc Đỉnh Phong có quan hệ huyết thống từ trong xương máu. Nhạc Đỉnh Phong muốn cái gì mà chẳng được, tại sao vì lại có thể vì mấy thứ này mà phản bội Lục Lãnh Minh, phản bội người con gái mà anh ta yêu sâu đậm từ tận đáy lòng chứ? Nghĩ đến đây, Lục Lãnh Minh chuyển mắt nhìn sang Cao Yến Linh. Tuy bình thường Lục Lãnh Minh hay nổi máu ghen, nhưng anh cũng biết thích một người không phải là chuyện mà bản thân chỉ muốn không là được. Cho nên chỉ cần Nhạc Đỉnh Phong không đi quá giới hạn,
không can dự tới cuộc sống của Cao Yến Linh thì đối với anh, Nhạc Đỉnh Phong chính là anh họ, là bạn, là ân nhân. Lý Minh Quốc lúng túng cười mà giải thích, lúc đó không phải là cậu ấy muốn giết cha cháu sao? Đương nhiên chú phải điều tra rõ lai lịch của cậu ấy rồi. Ừm, cũng phải. Lục Lãnh Minh đồng ý với Lý Minh Quốc, cho ông ta một cái bậc thang đi xuống. Lục Lãnh Minh khép quyển thực đơn lại rồi đưa cho nhân viên phục vụ ở phía sau. Chỉ những món này thôi, cô mang đồ ăn lên đi. Người phục vụ nhận lấy thực đơn rồi lập tức thông báo cho nhà bếp. Nói xong, Lục Lãnh Minh lại lạnh nhạt nhìn qua gã đàn ông trung niên đứng phía sau Lý Minh Quốc. Lục Lãnh Minh lười biếng để hai tay lên trên mặt bàn, lạnh lùng nói với gã đàn ông trung niên kia, tôi đã từng gặp ông. Lục Lãnh Minh vừa mở miệng, hiển nhiên gã đàn ông trung niên cứng đờ người lại. Lục Tổng thật biết nói đùa, năm nay tôi mới được điều đến để làm việc cho thủ trưởng Lý. Lục Tổng ở nước ngoài suốt một năm thì làm sao mà gặp tôi được? Làm sao ông biết tôi vừa ra nước ngoài một năm? Vừa nói, ánh mắt của Lục Lãnh Minh vừa chuyển qua nhìn Lý Minh Quốc. Ngoại trừ khuôn mặt có vẻ hơi hơi cứng ngắc ra thì trông Lý Minh Quốc vẫn rừng rưng. Gã đàn ông trung niên vội vàng giải thích, mọi người đều biết một năm nay Lục Tổng đều ở nước ngoài mà. Chuyện không hay năm ngoái, mấy ngày hôm trước Lục Tổng cũng đã tự mình tuyên bố với báo giới là bởi vì có một chuyện nên phải sang nước ngoài, xa vợ một năm. Khóe miệng của Lục Lãnh Minh hơi nhếch lên, anh cười nhẹ một tiếng, ông chú ý nhiều đến chuyện của tôi thật đấy. Đó là chuyện mà ai cũng biết mà. Khuôn mặt của ông có vài phần giống quản gia cũ đã từng làm việc cho tôi, thân hình cũng giống. Lục Lãnh Minh vừa dứt lời, không khí xung quanh bỗng yên tĩnh lạ thường. Tay Cao Yến Linh đang cầm cốc nước trái cây run lên một cái. Tay Lý Ngọc Đường đang cầm dĩa đưa món khai vị vào trong miệng cũng đột nhiên khựng lại. Chỉ có Lý Minh Quốc lạnh nhạt nhìn Lục Lãnh Minh. Một lúc lâu sau, ông ta mới hờ hững nói, Lục Lãnh Minh, quản gia Ngô chính là gián điệp, đến bây giờ vẫn chưa bắt được, câu nói đùa vô ý của cháu sẽ làm thuộc hạ của chú suy nghĩ nhiều đấy. Có gì mà phải suy nghĩ, ông ta đâu phải là quản gia Ngô. Lẽ nào ông ta lo rằng tôi mắc chứng quên khuôn mặt nên nhận lầm người à? Vừa nói, Lục Lãnh Minh vừa lười biếng ngả lưng ra ghế, anh nhấc ly rượu trước mặt lên rồi khẽ nhấp một ngụm. Lục Tổng nói phải, quản gia Ngô trước đây của ngài là người nước ngoài, nhưng tôi có quốc tịch nước Gen Z, làm sao có thể là gián điệp được chứ? Gã đàn ông trung niên đáp lại. Chuyện quản gia Ngô là gián điệp cũng coi như là cơ mật, chỉ có quan viên cấp bậc cao mới biết được. Lục Lãnh Minh không loại trừ khả năng Lý Minh Quốc đã nói cho gã đàn ông này. Nhưng mà ngay cả việc quản gia Ngô là người nước ngoài mà ông ta cũng biết, khiến Lục Lãnh Minh không thể không suy nghĩ nhiều. Lý Minh Quốc lại nhàm chán đến mức kể cho người biết quản gia Ngô là người thế nào sao? Nghe câu trả lời của gã đàn ông, hai mắt Lục Lãnh Minh trở nên sâu thẳm, anh không nói gì thêm. Nhưng Lục Lãnh Minh không nói lời nào ngược lại lại khiến Lý Minh Quốc căng thẳng. Ở đây, ngoại trừ Lục Lãnh Minh, Lý Minh Quốc cũng nhận thấy thuộc hạ của mình đã lỡ lời. Lục Lãnh Minh không lên tiếng nên đương nhiên Lý Minh Quốc cũng tỏ vẻ không biết gì. Một khi mà ông ta nổi cơn thịnh nộ thì chẳng khác gì chưa đánh đã khai. Vì thế, Lý Minh Quốc hỏi ngược lại thuộc hạ của mình một câu thay Lục Lãnh Minh, làm sao mà ông biết quản gia Ngô là người nước ngoài? Lý Minh Quốc hỏi ông ta, đồng thời cũng dùng ánh mắt cảnh cáo. Ánh mắt của gã đàn ông chợt lóe, cuối cùng liếc sang Lý Ngọc Đường. Cô Lý Ngọc Đường đã từng nói với tôi. Đáp án này làm thủ trưởng Lý rất hài lòng. Tuy gã đàn ông này chắp vá kẽ hở kịp lúc nhưng Lục Lãnh Minh sẽ không coi nhẹ như thế. Bữa cơm này, Lục Lãnh Minh coi bọn họ như không khí, chỉ gọi mấy món mà Cao Yến Linh thích ăn. Lục Lãnh Minh biết Lý Ngọc Đường dị ứng với hải sản, không thể ăn hải sản, mà Cao Yến Linh thì ngược lại, cô vô cùng thích ăn hải sản. Vì vậy, ngoại trừ mấy món mà Lý Minh Quốc đã gọi thì vô số thức ăn bày kín bàn hầu như tất cả đều là hải sản. Ngay cả trứng hấp cách thủy cũng là hải sâm, canh là nước lèo. Có đúng một món rau xanh thì lại là xào chung với sò. Lý Ngọc Đường gần như chẳng thể đụng đũa tới đa số các món ăn đó. Lục Lãnh Minh ngồi sát cạnh Cao Yến Linh gắp thức ăn cho cô, còn gỡ hết xương ra và bỏ vào bát Cao Yến Linh cho cô ăn. Lý Ngọc Đường tức giận đến mức phải nghiến răng. Lục Lãnh Minh, cháu thế này sẽ làm hư Yến Linh đấy. Lý Minh Quốc cũng đã lớn tuổi, không quen nhìn thanh niên ân ân ái ái trước mặt người khác, ông ta chỉ cảm thấy buồn nôn.
Huống chi Lục Lãnh Minh vốn lại là con trai tổng thống, quá mất hệ thống rồi. Làm hư rồi mới tốt, sẽ không có ai để mắt tới cô ấy nữa. Nói xong, Lục Lãnh Minh còn cười nhẹ với Cao Yến Linh. Anh cầm miếng thịt chấm giấm rồi đưa vào cái miệng nhỏ nhắn của Cao Yến Linh. Cao Yến Linh rất hưởng thụ, miệng nhỏ hút một cái, tình cờ hút nhẹ ngón tay của Lục Lãnh Minh. Ngón tay cảm thấy được một cảm giác ấm áp xẹt qua, ánh mắt Lục Lãnh Minh nhìn Cao Yến Linh trở nên sâu thẳm, nuốt nước bọt. Không quan tâm đến chuyện người khác đều đang chú ý, bọn họ vẫn nhìn nhau đầy tình cảm. Logic gì đây? Lý Minh Quốc có vẻ xấu hổ. Ông ta cũng không tiện quản việc nhà của người ta, chỉ là thiệt thòi cho con gái nhà mình, một bữa cơm mà không ăn được gì. Không chỉ vậy, nhìn Lục Lãnh Minh và Cao Yến Linh ân ái, trong lòng Lý Ngọc Đường cực kỳ khó chịu, cô ta chỉ hận không thể bóp chết Cao Yến Linh. Lấy lý do vào phòng vệ sinh mà đi ra một lúc, Lý Ngọc Đường gọi điện thoại cho Trịnh Tuyết Bội. Cô hãy nghĩ cách làm sao cho Cao Yến Linh biết tay đi. Bên kia điện thoại, Trịnh Tuyết Bội trả lời có vẻ lo lắng. Bây giờ, người trong đoàn làm phim bảo vệ Cao Yến Linh rất chặt chẽ, chỉ sợ không dễ ra tay. Tôi không quan tâm chuyện cô có ra tay được hay không, cô đừng kéo dài thời gian với tôi. Sau khi chuyện thành công rồi thì đương nhiên cô sẽ được lợi. Em biết rồi ạ. Chị Lý Ngọc Đường, em sẽ cố gắng hết sức. Sau khi ăn cơm nước xong, Lục Lãnh Minh và Cao Yến Linh về nhà. Lúc về đến nhà thì đã là 7 giờ tối, tầng 1 của biệt thự được bật đèn sáng trưng. Xe của Lục Lãnh Minh vừa dừng lại, quản gia Trần đang đứng chờ ở cửa lập tức đi từ trên bậc thang xuống. Quản gia Trần bước đến bên cạnh xe Lục Lãnh Minh, vừa mở cửa giúp anh vừa cung kính mở miệng. Ngài Lục, có khách tới nhà ạ. Lục Lãnh Minh khựng lại, lạnh nhạt đáp, ừ, tôi biết rồi. Rồi đi vòng qua bên kia xe mở cửa cho Cao Yến Linh. Đai an toàn của Cao Yến Linh bị kẹt, kéo mãi vẫn không ra. Lục Lãnh Minh cúi người giúp cô mở khóa, một tay nắm lấy tay cô, một tay chống lên chân xe, đỡ Cao Yến Linh xuống. Khi vào đến nhà, Lục Lãnh Minh dừng lại ở huyền quan để cởi giấy giúp Cao Yến Linh, rồi nhìn thấy Lạc Tử Kiều và Bạch Liên Vân đang ngồi ở phòng khách. Anh cầm túi sách từ trên vai Cao Yến Linh xuống đưa cho người giúp việc, rồi đổi giày và cùng Cao Yến Linh vào phòng khách. Ngọn gió nào thổi hai người đến đây thế? Dứt lời, Lục Lãnh Minh ghé vào bên tai Cao Yến Linh mà nói nhỏ, em đưa Bạch Liên Vân đi xem con đi. Rồi anh ngồi xuống ghế sofa. Cao Yến Linh kéo Bạch Liên Vân cùng nhau lên tầng thăm hai bé. Còn ngọn gió nào nữa? Có vài người động kinh, khiến cả đoàn làm phim chúng tôi không sống nổi cho nên tôi phải tới đây để đàm phán. Lạc Tử Kiều nói một cách trêu chọc. Thế nào? Cậu cảm thấy Yến Linh không thích hợp để diễn vai nữ chính à? Không phải vấn đề thích hợp hay không, toàn bộ đoàn làm phim bây giờ đối xử với cô ấy như bà nội ấy, còn có cái gì không thích hợp à? Đạo đức nghề nghiệp của Lạc Tử Kiều tôi đây cứ thể bị cậu làm hỏng rồi đấy. Lục Lãnh Minh chỉ cười ha hả, không tỏ vẻ gì. Tôi đã đồng ý với Cao Yến Linh là về sau sẽ không tới đoàn làm phim nữa. Tôi nói với Lưu Tổng rồi, bảo ông ấy thay đổi hết người trong đoàn làm phim chúng tôi đi. Không thì không thể nào quay tiếp được nữa. Người phụ nữ của cậu vẫn diễn vai phụ. Lưu Tổng bảo tôi tới xin chỉ thị từ cậu. Lục Lãnh Minh nhíu mày, không trả lời. Lạc Tử Kiều biết Lục Lãnh Minh rất bao che khuyết điểm, chỉ sợ người khác bắt nạt Cao Yến Linh. Khiêm tốn đi, hiểu không? Cậu cứ phô trương như vậy sẽ chỉ đem lại nhiều phiền phức cho Cao Yến Linh mà thôi. Tôi dám chắc phu nhân của cậu càng thích diễn vai phụ hơn đấy. Đúng vậy, Lục Lãnh Minh không thể phủ nhận điểm ấy. Ngày hôm nay, Cao Yến Linh tức giận cũng vì việc này. Yến Linh thích đóng phim, chôn vùi thực lực của cô ấy như vậy khiến cô ấy không còn chút cảm giác thành tựu nào. Việc theo đuổi ước mơ của cô ấy càng không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả đều phụ thuộc vào cậu. Bị người ta chỉ trỏ sau lưng như thế, cứ cho là thực lực của cô ấy rất mạnh nhưng vẫn sẽ bị người khác bàn tán thôi. Lục Lãnh Minh rũ mắt, vẻ mặt có chút ảm đạm, im lặng một hồi, tôi sẽ cân nhắc. Cao Yến Linh và Bạch Liên Vân ở trong phòng bọn trẻ, cả hai ngồi xuống thảm trải sàn và cùng chơi xếp gỗ với hai đứa bé. Cao Yến Linh hỏi Bạch Liên Vân, có dự định khi nào thì kết hôn với ảnh đế Lạc vậy? Câu hỏi của Cao Yến Linh làm đầu óc Bạch Liên Vân nổ ầm một cái, cô ấy đỏ cả mặt. Còn chưa tới mức độ ấy. Vậy hai người đến mức độ nào rồi?
Gương mặt Bạch Liên Vân đỏ bừng cả lên, cô cúi đầu xuống, mãi vẫn không nói gì. Lúc này, Tiểu Đậu Đậu mũm mĩm đang nắm một miếng xếp gỗ trong tay, chớp hai mắt tròn vo nhìn Cao Yến Linh. Bé học lời của cô, giọng nói lanh lảnh như bà cụ non mà hỏi Đại Đậu Đậu, chừng nào thì cô kết hôn. Phì, nghe thấy tiếng của con gái, Cao Yến Linh thực sự chỉ muốn hộc máu. Đại Đậu Đậu liếc nhìn Tiểu Đậu Đậu với vẻ chê bai, còn chưa đến mức đó đâu. Thế thì lúc nào? Tiểu Đậu Đậu, Cao Yến Linh cảnh cáo, nhắc nhở con gái, không được phép nhại lời mẹ đâu đấy. Bị hai đứa nhóc trêu đùa, khuôn mặt của Bạch Liên Vân càng đỏ hơn, rồi lại không tin được mà khẽ mỉm cười nói sang chuyện khác. Cô lấy từ trong túi ra một lọ nhỏ chiết xuất rồi đưa cho Cao Yến Linh. Cái này là của một người bạn tặng tôi, nói là phụ nữ ăn vào có thể trắng da, giảm sắc tố đen, khá tốt cho da. Tôi ăn nó hàng ngày, cảm thấy rất có hiệu quả. Cao Yến Linh ngắm nghía gương mặt của Bạch Liên Vân. Bạch Liên Vân mà không nói thì cô cũng không phát hiện ra. Giờ mới nhận thấy quả thật làn da của Bạch Liên Vân đã trắng hơn trước đây một chút. Cao Yến Linh cũng không câu nệ với Bạch Liên Vân, cầm lấy nhìn kỹ rồi hỏi. Mỗi ngày ăn một viên là được à? Ừ, cũng tiện lắm. Cao Yến Linh bèn vặn mở nắp chai, đổ ra một viên nhét vào trong miệng rồi cầm lấy một cốc nước trên chiếc bàn cạnh con, uống một ngụm rồi nuốt xuống. Mẹ ơi, mẹ ăn kẹo à? Tiểu Đậu Đậu thấy Cao Yến Linh bỏ thứ gì đó vào trong miệng, mà trẻ con lại cực kỳ chú ý đến đồ ăn. Mẹ không ăn kẹo mà là thuốc, trẻ con không được ăn đâu. Cái miệng nhỏ của Tiểu Đậu Đậu méo xệch xuống, có vẻ không tin, nhìn sang Đại Đậu Đậu mà cáo trạng, mẹ ăn kẹo mà không cho Đậu Đậu ăn với. Là thuốc, mẹ nói là thuốc, đắng lắm đấy. Đại Đậu Đậu nhìn Tiểu Đậu Đậu như nhìn đứa ngốc vậy. Cao Yến Linh có chút bất đắc dĩ, lo con bé thừa dịp cố không để ý sẽ lén ăn nên đứng dậy mang chai nho về phòng của mình trước. Sau khi quay lại, Cao Yến Linh và Bạch Liên Vân lại trở lại đề tài lúc trước. Ảnh đế là không cầu hôn cô sao? Bạch Liên Vân ngượng ngùng lắc đầu. Vậy bây giờ hai người đến bước nào rồi? Hai người ngủ. Cao Yến Linh nói đến đây, thấy Tiểu Đậu Đậu không chơi đồ chơi mà mở hai mắt tròn vo nghe họ nói chuyện. Có mấy lời, Cao Yến Linh cũng không tiện nói trước mặt trẻ con nên đổi giọng hỏi, hai người ở bên nhau chưa? Bạch Liên Vân đỏ mặt, cắn môi dưới gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cao Yến Linh thực sự nghẹn lời với câu trả lời của cô ấy, cô không thể nói sao, cứ gật với lắc. Đến cùng là có hay không? Bạch Liên Vân xấu hổ, chỉ hận không thể tìm một cái hố để chui vào, coi như là có, cũng không thể coi là có. Còn chưa tới bước ấy, nhưng mà cũng không phải là không có. Mỗi lần cứ đến thời điểm mấu chốt là đều dừng lại à? Bạch Liên Vân gật đầu. Vấn đề ở cô hay ở anh ta? Tôi hễ sợ là sẽ run rẩy, vừa căng thẳng một cái là anh ấy không tiếp tục nữa. Cao Yến Linh thở phào một cái, còn tưởng là hai người họ có vấn đề gì. Ảnh đế là thực sự thích cô, nếu như là người khác thì sẽ không quan tâm đến chuyện cô có căng thẳng sợ hãi hay không đâu. Cô dự định muốn ở bên anh ta cả đời thì tìm một thời cơ hỏi xem rốt cuộc là anh ta có ý định kết hôn hay không. Nếu như không có thì không nên ở bên nhau nữa, sẽ lãng phí thanh xuân của cô. Dù sao cũng có rất nhiều diễn viên vì kiếm tiền, để giữ fan mà không kết hôn đấy. Đúng là cho tới bây giờ, Bạch Liên Vân chưa từng cân nhắc đến chuyện này, giờ nghe Cao Yến Linh nói như vậy thì chợt khẩn trương lên. Đây là lần đầu tiên Bạch Liên Vân thật lòng thích một người, liều mạng đâm đầu giống như dũng sĩ nhảy xuống biển sâu vậy, trả giá toàn bộ tâm tư tình cảm của mình ra. Cho tới bây giờ, Bạch Liên Vân chưa từng suy nghĩ đến khả năng có thể bởi vì làm ngôi sao mà tình cảm giữa cô và Lạc Tử Kiều sẽ không có kết quả. Khi yêu, phụ nữ đương nhiên là muốn có một chốn yên ổn, được gả cho một người chồng tốt. Chẳng phải đã có một nhân vật vĩ đại từng nói rồi sao? Không lấy kết hôn làm mục đích mà chỉ yêu đương thuần túy thì chẳng khác gì tên lưu manh đùa giỡn tình cảm hết. Lẽ nào Lạc Tử Kiều từ trước đến nay chỉ đùa giỡn cô thôi sao? Nghĩ vậy, trong lòng Bạch Liên Vân bỗng thấy sợ hãi. Cô khẩn trương cầm lấy tay Cao Yến Linh. Yến Linh, nhỡ đâu Lạc Tử Kiều thực sự không tính đến chuyện kết hôn thì phải làm sao bây giờ? Vậy thì cô cứ đi hỏi cho rõ ràng. Hiện tại anh ta cũng đã 30 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, nên kết hôn rồi. Tôi không dám. Có cái gì mà không dám? Đi, tôi sẽ đi hỏi giúp cô. Dứt lời, Cao Yến Linh kéo Bạch Liên Vân đứng lên, đi ra khỏi phòng bọn trẻ.
Bạch Liên Vân ngượng ngùng không chịu đi, một tay bị Cao Yến Linh kéo, một tay níu lấy khung cửa. Yến Linh, tôi không muốn đi đâu, muốn hỏi thì cô cứ đi hỏi đi, tôi đứng ở cầu thang nghe lén. Cao Yến Linh hết cách với cô, ngượng ngùng đến mức này sao? Cô bèn đi xuống dưới tầng hỏi giúp Bạch Liên Vân. Cao Yến Linh đi xuống một mình, giả vờ lơ đãng vào phòng khách, lại nghe thấy ảnh đế Lạc này đang cùng Lục Lãnh Minh nói chuyện về đoàn làm phim. Vừa lúc họ đang nói về cảnh quay ảnh đế Lạc cầu hôn Cao Yến Linh hôm nay. Cao Yến Linh lấy một chai nước từ tủ lạnh rồi ra khỏi phòng bếp, sau đó lại giả vờ lơ đãng chen vào cuộc đối thoại của bọn họ. Ảnh đế Lạc, anh đóng phim thôi mà có vẻ biết cách cầu hôn thật đấy, chừng nào thì anh định kết hôn với Bạch Liên Vân thế? Cao Yến Linh đột nhiên lên tiếng hỏi làm Lạc Tử Kiều chợt nhìn cô, rồi yên lặng không nói gì. Về chuyện cầu hôn, cô đương nhiên sẽ đột ngột tập kích Lạc Tử Kiều. Bây giờ anh ta mà nói cho cô thì cô nhất định sẽ nói lại với Bạch Liên Vân. Đang nghĩ thì lại nghe thấy Lạc Tử Kiều lạnh nhạt nói, bây giờ tôi vẫn chưa suy nghĩ đến vấn đề này. Nếu yêu nhau mà lại không nghĩ đến việc kết hôn, không lẽ anh ngại nhà Bạch Liên Vân nghèo nên chỉ định vui đùa với cô ấy thôi à? Nghe vậy, trong lòng Lạc Tử Kiều lộp bộp một chút. Anh ta không định nói với Cao Yến Linh, không ngờ rằng Cao Yến Linh lại nghĩ như vậy. Lạc Tử Kiều lo Cao Yến Linh sẽ nói linh tinh với Bạch Liên Vân, không biết Bạch Liên Vân có để ý đến chuyện này không. Đến bây giờ, anh ta vẫn chưa rõ tình cảm của Bạch Liên Vân với anh ta. Bạch Liên Vân chưa từng nói thích anh ta bao giờ, thậm chí mỗi lần hôn nhau triền miên đều do anh ta cưỡng ép. Cho tới bây giờ, Bạch Liên Vân vẫn chưa từng đồng ý ở bên anh ta. Nghĩ vậy, Lạc Tử Kiều cực kỳ khó chịu. Anh ta lại liếc nhìn đầu cầu thang một cái. Nếu như Bạch Vân biết anh ta có ý định cầu hôn thì cô ấy có từ chối không? Hay là vẫn giống như trước, vừa thấy anh ta là lại tránh né như chuột thấy mèo? Hoặc cũng có thể là trong lòng Bạch Liên Vân cũng đang chờ mong được gả cho anh ta. Càng nghĩ, lòng Lạc Tử Kiều càng thêm bối rối. Anh ta lo lắng Cao Yến Linh sẽ nói linh tinh với Bạch Liên Vân, đồng thời lại không thể nói kế hoạch của mình cho cô biết được. Lạc Tử Kiều, tôi đây là loại người như vậy sao? Nhưng mà anh nói anh không có ý định kết hôn. Tôi chỉ nói là hiện tại không có ý định, không có nghĩa là về sau không có. Vậy thì lúc nào anh có ý định? Cô vẫn không chịu buông tha. Đây là chuyện của tôi, không cần phải thông báo cho cô, Lục thiếu nãi nãi. Lạc Tử Kiều cố ý gọi Cao Yến Linh là Lục thiếu nãi nãi, nhắc nhở cô đang lấy thế đè người, toàn quản lý những chuyện không phải của mình. Cao Yến Linh vừa bị anh ta gọi như thế thì đỏ mặt dần lên, vội giải thích, tôi chỉ là hiếu kỳ nên hỏi một chút thôi. Vừa nói, Cao Yến Linh vừa lên tầng, giả vờ vặn lắp chai ra uống một ngụm để che giấu sự chột dạ. Sau đó, cô bước qua chỗ rẽ ở đầu cầu thang tầng 2, nhìn Bạch Liên Vân đứng dựa vào tường. Cao Yến Linh BAT đắc dĩ nhún nhún vai, tỏ vẻ rằng không hỏi ra được gì cả. Bạch Liên Vân cũng nghe thấy, Lạc Tử Kiều nói là hiện nay chưa có dự định kết hôn, nhưng sau này sẽ có. Nhưng mà sau này đến cùng là lúc nào chứ? Cô cũng đâu thể chờ đến khi thanh xuân tiêu tan hết được. Bạch Liên Vân có vẻ hơi thất vọng. Lạc Tử Kiều và Lục Lãnh Minh vẫn ở tầng dưới nói chuyện tới tầm 9 giờ tôi rồi Lạc Tử Kiều đưa Bạch Liên Vân về nhà. Trên đường về, Lạc Tử Kiều cũng nhận ra Bạch Liên Vân cực kỳ không vui. Nhưng với tính cách của Bạch Liên Vân thì cô sẽ không bộc lộ cảm xúc ấy ra ngoài. Lạc Tử Kiều lái xe. Bạch Liên Vân nhìn đèn đường chợt lóe bên ngoài cửa xe với ánh mắt trống rỗng và đờ đẫn, nhìn xe cộ và đám đông đang đi qua đi lại. Lạc Tử Kiều bật một bài hát, âm nhạc du dương êm ái vọng lại trong xe, liếc nhìn Bạch Liên Vân qua gương chiếu hậu rồi bình thản hỏi, bây giờ đã sắp 10 giờ rồi, em có muốn đi ăn đêm không? Nghe thấy vậy, Bạch Liên Vân cắn cắn môi dưới, rũ mắt che đi sự thất vọng trong đáy mắt. Cô khẽ đáp, không cần đâu, em sẽ béo lên mất. Em gầy như cái que vậy, béo một chút mới trông dễ nhìn. Bản thân em vốn đã không xinh đẹp rồi. Lời nói ấy của Bạch Liên Vân như đang trách cứ Lạc Tử Kiều đã chê vẻ bề ngoài của cô ấy vậy. Nếu Lạc Tử Kiều thật sự là một người chỉ để ý đến vẻ bề ngoài thì đã sớm qua lại với vô số người mẫu, diễn viên rồi. Lạc Tử Kiều vươn một tay, nhẹ nhàng kéo đầu Bạch Liên Vân lại gần, để có tựa đầu lên vai anh ta, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán có một cái. Trong lòng anh, không ai đẹp bằng em cả.
Câu nói của Lạc Tử Kiều làm Bạch Liên Vân chợt rung động, khuôn mặt cũng đỏ lên. Bạch Liên Vân luôn cảm thấy Lạc Tử Kiều rất biết nói lời ngon tiếng ngọt với phụ nữ, lần nào cũng khiến cô đỏ mặt, tim đập rất nhanh, nhưng lại không biết từng lời nói của Lạc Tử Kiều đều thật lòng từ tận trong tâm khảm. Bởi vì lời ngon tiếng ngọt cũng phải xuất phát từ nội tâm mới có thể làm người khác cảm động. Nếu chỉ vẻn vẹn là a dua nịnh hót, ngon ngọt giả tạo thì không ai lại cảm động hết. Lạc Tử Kiều lái xe đưa Bạch Liên Vân về chỗ nhà thuê. Căn phòng xa hoa này là Lạc Tử Kiều thuê giúp Bạch Liên Vân, vì chỗ ở này rất gần trường nên cô tiện đi học. Vẫn giống như thường ngày, Lạc Tử Kiều tiễn Bạch Liên Vân từ tận thang máy lên tầng đến trước cửa nhà. Bình thường, Lạc Tử Kiều sẽ đứng trước cửa hôn Bạch Liên Vân thật mãnh liệt rồi sau đó mới tạm biệt cô ấy. Mà hôm nay Bạch Liên Vân cũng đang chờ Lạc Tử Kiều chào tạm biệt rồi mới vào nhà. Nhưng hai người đứng ở cửa một lúc lâu, Lạc Tử Kiều vẫn chưa mở miệng nói gì. Bạch Liên Vân có vẻ lúng túng, lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, rồi nói lí nhí một câu với Lạc Tử Kiều, tạm biệt. Bình thường đều là Lạc Tử Kiều hôn cô trước rồi cô mới nói tạm biệt. Bây giờ cô lại nói trước làm bản thân cảm thấy mình đang vội vã chờ Lạc Tử Kiều hôn mình vậy. Nói xong, Bạch Liên Vân liền đỏ mặt. Hôm nay, Lạc Tử Kiều không hôn Bạch Liên Vân mà lại mở miệng nói, không cho anh vào uống ngụm nước à? Anh khát quá. Anh. Bạch Liên Vân bỗng ngước mắt lên, vốn định hỏi không phải trong cốp xe anh có cả một thùng nước khoáng hay sao? Nhưng nghĩ rồi lại bỏ qua. Cô bình tĩnh a lên một tiếng, vặn chìa khóa mở cửa, đẩy cửa vào rồi để Lạc Tử Kiều đi vào trước. Sau đó, Bạch Liên Vân mới tiến vào và thuận tay đóng cửa lại. Vậy là tập 20 đến đây là hết rồi. Cuối cùng ở tập này thì Cao Yến Linh và Lục Lãnh Minh đã hết hiểu lầm và quay lại với nhau. Diễn biến tiếp theo của chuyện sẽ như thế nào? Tháng 9 sắp tới đây sẽ có âm mưu gì xảy ra nữa? Thì chúng ta cùng chờ nghe ở tập sau nhé. Mọi người cũng nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ thông báo nào khi có video mới ra nhé. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ kênh HT Chuyện Ngôn Tình. Do thời gian công việc của mình thất thường, nên chuyện sẽ không ra cố định theo khoảng thời gian nào. Mong mọi người cũng thông cảm cho mình nhé. Mình sẽ cố hết sức ra chuyện sớm nhất có thể. Cuối cùng cảm ơn mọi người rất nhiều và bye bye.